Viên Phương ngồi ở đối diện, nâng chén trà lên nếm thử một miếng, lại hỏi chúng ta phải ở đây nửa năm sao? Nàng sẽ giúp chúng ta đóng tiền thuê phòng nửa năm sao? Nàng ta thích đóng thì đóng, chúng ta chẳng tổn thất gì, người lo lắng cái gì? Nghiêu hữu đạo liếc mắt nhìn hắn ta, còn có chuyện tốt như vậy sao? Viên Phương hồ nghi, có điều xem như hắn ta đã nhận ra, đạo gia là người sai xử người khác thành quen, đi đến đâu cũng tùy ý sai xử người khác, ngay cả người vừa gặp mặt, người ta là ai cũng không rõ đã tự nhiên sai xử người ta không chút khách khí như vậy đấy. Tiểu nhị chờ trong lâm viên bên dưới thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phòng khách trên lầu, thấy hắc mẫu đơn vừa vào đã ra, không khỏi sướng sờ, nhanh như vậy đã bị đánh ra rồi. Hắc mẫu đơn vội vàng ra khỏi khách sạn, tìm người của mình. Mấy người đến chỗ hẻo lánh, lập tức có người vội hỏi, lão đại, gặp chưa, hắn có đồng ý không? Hắc mẫu đơn, gặp rồi, vẫn chưa bắt đầu bàn. Trên người ta không đủ tiền, các người góp lại 800 kim tệ cho ta. Một người kỳ quái nói, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Hắc mẫu đơn lúng túng, trong lúc nhất thời có chút ấp úng. Cái đó, hắn muốn ở đây nửa năm, chỉ mới đóng tiền thuê phòng một ngày, số còn lại chúng ta thanh toán trước cho hắn. Mấy người cùng sướng sờ nhìn nàng, đều cảm thấy khó hiểu. Thế là hắc mẫu đơn kể rõ mọi chuyện, kể ra thì mình đúng là chẳng có chút sức mạnh nào cả. a à, mấy người cùng nghẹn ngào, nhìn nàng như nhìn đồ đần. Một người nói, lão đại, chúng ta tới tìm hắn đòi tiền, người làm thế này là sao? Một người nói, một ngày 10 kim tệ, nửa năm này là một ngàn tám. Một người nói, lão đại, người có lầm không? Chưa nói chuyện gì đã người đã muốn nộp giúp hắn nửa năm tiền phòng, nếu sau đó hắn không đồng ý thì sao? Một người nói, đúng vậy, chúng ta cũng không có tiền gì, người ta vừa đến đã ở nơi này, còn dám mở miệng nói như vậy, sức mạnh đã bày ra đấy, chúng ta chưa hẳn trêu chọc được, nếu người ta không đồng ý chưa hẳn chúng ta đã có thể làm gì được hắn, tiền này coi như đổ xuống sông xuống biển rồi. Trong lòng hắc mẫu đơn cũng khó chịu, luôn là bọn hắn bôi đen gài bẫy người khác, hôm nay hình như đụng phải một nhân vật hung ác. Nhưng mình như gặp quỷ, người ta mây trôi nước chảy tùy tiện một câu, mình cũng không miễn cưỡng gì mà đã chủ động đồng ý, như bị ma xui quỷ khiến vậy. Thấy đáng tin cậy, hắc mẫu đơn trột dạ một tiếng, một người nói, đáng tin cậy, lão đại, đáng tin cậy chỗ nào ta thấy người này không giống người chính đạo mà là một tên giảo hoạt lăn lộn xã hội đen, làm không tốt còn lừa cả tiền của chúng ta đấy, chúng ta đừng lật thuyền trong mương. Một người nói, đúng vậy đúng vậy loại người này ra tay chúng ta sẽ không thể nào nắm được ngọn nguồn đâu. Đừng có đùa với hắn, thôi đi, tổn thất 10 kim tệ thì tổn thất rồi. 1.800 kim tệ này mấy người chúng ta tích góp chẳng dễ dàng gì, không thể để mất như vậy được. Một người nói, người này ấy à, cũng đen tối quá, ngay cả người nghèo cũng không buông tha hắc mẫu đơn có chút thẹn quá thành giận nói đừng lề mề nữa lấy tiền ra hôm nay lão nương đánh cược một lần một người nói cược cái này gọi là cược sao lão đại người không uống lộn thuốc đấy chứ có phải người đã nhất kiến trung tình với hắn rồi không hắc mẫu đơn nói lời vô dụng làm gì coi như ta mượn thua lỗ tính cho ta tin sau cứ trừ vào phần ta một người nói lão đại không phải chuyện này có người như hắn sao cái này rõ ràng đang hố chúng ta hắc mẫu đơn, nhanh lên, người ta còn đang chờ. Nàng bạo phát, thậm chí còn đá mấy người kia vài cước, tầm trạng hơi phát điên. Bị nghiêu hữu đạo làm cho vô cùng khó xử, giờ nàng đành nghiến chặt răng, đánh cược một lần như nàng nói. Cuối cùng mấy người bất đắc dĩ đưa 8 tờ kim phiếu trị giá 100 cho nàng, ai nấy đều than thở, cảm thấy mình đang nhìn nàng nhảy vào hố lửa mà không kéo lại được. Một bản dị thú lục rượu ngon thức ăn ngon, nhớ kỹ, đừng qua loa, phải rượu ngon thức ăn ngon. Đúng rồi, một người trong đó ăn chay thức ăn chay không thể thiếu nhanh đi ta ở đây đợi các ngươi nhanh lên đừng lề mề nữa hắc mẫu đơn liên tiếp hối một người gào thét nói còn phải tốn tiền chuẩn bị cho hắn rượu ngon thức ăn ngon hố sâu cỡ này lão đại người đang nhắm mắt nhảy vào đấy hắc mẫu đơn đạp cho gã một cái lảo đảo nhanh lên có nghe không đuổi mấy người đi sau khi nhìn mấy người ủ rũ rời đi nàng không kìm được đưa hai tay che mặt lòng ảo não, cũng đang tự hỏi có phải đã uống nhầm thuốc không. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì với quyết định của mình, quyết định đánh cược một lần. Hít sâu một hơi, quay đầu trở về trong nội đường khách sạn, đi tới trước quầy, lấy ra một tờ kim phiếu trị giá 500, 13 tờ trị giá 100, đẩy ra trưởng quỹ, phòng ất tử, đóng nửa năm. Trưởng quỹ sừng sốt, lần lượt nghiệm chứng thật giả 14 tờ kim phiếu, sau khi xác định không sai, Hồ Nghi nói, đóng nửa năm cho phòng ất tử, người chắc chắn hắc mẫu đơn kiên chỉ gật đầu nói tiền chẳng lẽ có giả hay sao vẫn còn muốn đuổi ta ra ngoài nhục nhã trước đó giờ vỗ ra nhiều tiền như vậy đã có sức để giống về rồi trường quỹ và tiểu nhị ở bên hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ trước đó thật sự hiểu lầm rồi trường quỹ cầm sổ sách ghi lại khoản tiền lớn như vậy phải đặc biệt viết biên lai like cho nàng cầm biên lai like, cảm giác biên lai like này nặng nề quá hắc mẫu đơn cẩn thận cất kỹ tiểu nhị khách khí mời nàng đi vào nàng làm giá không để ý tới gã mà quay người ra khỏi khách sạn đứng ngoài khách sạn chờ các huynh đệ đem đồ tới đối mặt với bóng đêm minh mông tâm trạng phức tạp khó hiểu đợi một hồi lâu các huynh đệ trở về lần lượt đưa đồ cho nàng và vẫn còn đang than thở hắc mẫu đơn cầm hai hộp cơm nhanh chân quay trở về khách sạn viên phương mở cửa để nàng vào phòng sau khi vào hắc mẫu đơn đặt đồ xuống đưa biên lai like cho nhiêu hữu đạo trước đây là biên lai like nửa năm tiền phòng Nghiêu hữu đạo cầm lên xem Tiện tay đưa cho Viên Phương, "Cất đi." Viên Phương nhận lấy xem thử, 1800 kim tệ. Khóe miệng không kìm được giật một cái, trước đó nghe trưởng quỹ khách sạn nói, nếu đặt cọc trước mà ở cô hết thì trả lại được, tức là 1800 kim tệ này đã tới tay rồi. Hắn ta quay người đi ra, phải đến đại đường khách sạn nghiệm chứng thật giả một chút. Hắc Mẫu Đơn cũng đoán được Viên Phương muốn làm gì, tự mình làm việc của mình, mở hai hộp cơm ra, bày thịt rượu lên. Đại đường khách sạn, Viên Phương đập biên lai like lên quầy hỏi đây là thật hay giả. Trưởng quỹ vừa cầm xem đã hiểu, đưa về thật, vừa nãy có một nữ nhân da hơi đen mới nộp tiền. Thu lại biên lai, like, viên phương không nói hai lời, quay đầu bước đi, ánh mắt lấp lóe không ngừng, nói thầm trong lòng, cái này cũng được nữa hả? Hắn ta phát hiện mình dày vò đi dày vò lại ở Nam Sơn tự mấy năm nay mới để giành được vài trăm kim tệ còn chẳng bằng làm chút việc thế này, cần phải mày mò tìm hiểu kỹ xem đây là thế nào, nếu thích hợp, đây chính là con đường phát tài rồi. Trong lòng nóng lên, nhanh chóng đi vào phòng, đến bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo cúi đầu nói thầm bên tai, đạo gia, thật. Nghiêu Hữu Đạo liếc mắt một cái, hơi cạn lời, phát hiện viên phương làm việc hơi bị thiếu phóng khoáng, làm giống như kiểu chưa từng nhìn thấy tiên, không phải muốn học viên cương sao, sao mà thấy một ngàn kim tệ là đã có thể vứt đối tượng người bảo vệ chạy đi mất vậy. Tiền quan trọng hay người quan trọng đây? Đồ ăn dọn xong, rượu châm xong, hắc mẫu đơn lấy ra một bình xứ nhỏ, mỗi dĩa đồ ăn đều rắc chút bột trắng, nghiệm độc, chứng tỏ mình quang minh chính đại, Viên Phương lại đưa tay lấy bình xứ nhỏ trên tay nàng, lấy ra một chút trên đầu ngón tao đưa lưỡi ra liếm, xác định không có vấn đề mới trả lại cho đối phương. Nhiều Hữu đạo hơi buồn cười, quên mất vị này là người trong nghề dùng thuốc, hắn chỉ quyển dị thú lục hắc mẫu đơn để một bên. Hắc mẫu đơn lập tức lấy ra hai tay dâng lên, chương 178, chờ mong. Nhiều Hữu đạo cầm dị thú lục lật lật, khi lật đến ảnh Kim Vương Hùng thì đưa cho Viên Phương, ngươi xem một chút đi. Xem cái gì, Viên Phương nghi hoặc, cầm xem, hai mắt khẽ sững sờ nghiêu hữu đạo đưa tay ra hiệu hắc mẫu đơn ngồi đối diện đồng thời hỏi hắc mẫu đơn là ngoại hiệu à cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình rồi hắc mẫu đơn mừng rỡ quy củ ngồi ở đối diện gật đầu cười nói là ngoại hiệu cũng là tên thật từ nhỏ không biết phụ mẫu mình là ai từ lúc có trí nhớ đã biết mình luôn lang thang đầu đường xó chợ từ nhỏ đã đen bị người ta gọi là hắc nhà đầu về sau gặp được sư phụ nên được gọi là hắc mẫu đơn nghiêu hữu đạo à một tiếng hỏi lệnh sư là cao nhân môn nào phái nào hắc mẫu đơn tán tu không môn không phái trong một lần mang theo ta ra biển thu thập linh thảo gặp cướp nên bị giết ta trốn xuống biển nên may mắn tránh thoát một kiếp nghiêu hữu đạo hắt cằm cô một thân một mình hắc mẫu đơn trước kia có mắt không chồng từng ở cùng một nam nhân về sau tên khốn đó muốn trèo cành cao nên đá lão nương giờ ở chung với mấy huynh đệ trung trí hướng cùng sông sáo ý thức được trong giọng nói của mình mang theo hận ý nàng nâng chén mời rượu để che giấu Nghiêu Hữu Đạo bồi uống một chén, đồng thời liếc mắt nhìn Viên Phương, phát hiện sắc mặt Viên Phương không bình thường, âm thầm buồn cười. Hắc Mẫu Đơn đặt chén rượu xuống, ra hiệu một bàn thức ăn, "Tiên Sinh thử một chút có hợp khẩu vị không?" Đồng thời đứng dậy, ngồi ở cạnh Nghiêu Hữu Đạo để tiện giúp rót rượu. Nghiêu Hữu Đạo nâng đũa thử vài miếng, lại hỏi, "Cô Tu Vi gì, mấy huynh đệ ngoài kia của cô Tu Vi gì?" Tu Vi đã đến chúc cơ kỳ, nếu không cũng không dám tìm Tiên Sinh. Hắc Mẫu Đơn cầm ấm rót đầy ly rượu cho hắn thử hỏi một tiếng, vẫn chưa biết tôn tính đại danh tiên sinh. Hiên viên đạo, như hữu đạo cười giới thiệu mình, vừa chỉ chỉ viên phương sắc mặt khó coi, hắn tên Kim Huy. Chọc phải kẻ thù tống ra, đặc biệt là giết yến sứ tống long, hai người đều sửa lại tên tuổi với bên ngoài. Viên phương căn bản không có tên chính thức, trước kia ở Nam Sơn tự đều gọi lão là Tiểu Kim, tên Kim Huy là viên phương tự đặt. Viên Phương cảm thấy tên của Viên Cương rất kiên cường cho nên cho rằng tên của mình cũng không thể kém, thế là chọn tên Kim Huy. Hắc mẫu đơn cười nói, vừa nãy nghe Kim Huy đại ca gọi tiên sinh là đạo gia, hóa ra là do nguyên nhân vậy. Vậy sau này ta cũng gọi tiên sinh là đạo gia nhé. Không biết đạo gia là cao nhân môn nào phái nào. Như hữu đạo mỉm cười nói, giống như cô, cũng là tán tu. Hắc mẫu đơn biến sắc, thần sắc có vẻ thư giãn hơn, cười nói, không thể nào. Như hữu đạo kỳ quái nói, vì sao không thể nào. Hắc mẫu đơn, tán tu muốn kiếm được tiền không dễ, có thể bỏ được 10 kim tệ một ngày ở khách sạn yêu nguyệt, hơn nữa trông đạo gia tuổi trẻ tiêu sái, bên người còn mang theo tùy tùng. Mắt nhìn viên phương, lắc đầu, còn viên phương đã khép dị thú lục lại ngồi một bên, cầm chén rượu ngang đầu khó chịu uống một ngụm. Giờ hắn ta mới biết mình là thứ không ít người muốn giết muốn chém, mới biết lông tóc của mình được người trong giới tu hành coi là bảo vật, có thể dùng để bệnh thành nguyễn giáp phòng ngự đau thương không thể đâm được, trước kia mình còn dám để lộ ra bộ lông, nghĩ lại mà sợ đến mức mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nghiêu hữu đạo liếc nhìn hắn ta, trong lòng biết rõ nhưng lại cười nói với hắc mẫu đơn, chẳng lẽ cô không phải tán tu sao? Hắc mẫu đơn biết hắn đang ám chỉ không phải mình cũng bỏ ra 10 kim tệ vào ở đây sao, không giống nhau, ta bỏ tiền vào đây là vì muốn tìm đạo gia. Nghiêu hữu đạo hứng thú nói, tìm ta làm gì? Hắc mẫu đơn không tin nếu hắn thật sự không biết làm gì sao lại sai xử nàng như vậy nàng âm thầm tự cố vũ bản thân cuối cùng nói ra ý đồ ta muốn sáng lập một môn phái thoát khỏi thân phận tán tu này như hữu đạo đây là chuyện tốt nhưng liên quan gì đến ta hắc mẫu đơn hỏi chắc hẳn đạo gia phải biết điều kiện sáng lập môn phái không phải chúng ta nói mình không phải tán tu thì không phải tán tu cũng không phải chúng ta nói mình là môn phái chính là một môn phái như hữu đạo gật đầu đầu tiên môn phái này phải được giới tu hành tán thành mới có thể khai tông lập phái nhưng cũng không thể được từng người một tán thành chỉ cần được chín vị cao thủ nguyên anh kỳ đức cao vọng trọng mà giới tu hành công nhận làm người làm chứng, chẳng hạn chủ nhân đằng sau trích tinh thành này là một, chỉ khi lấy được lý tên làm chứng của chín người này mới có tư cách khai tông lập phái. Mà muốn có được chứng nhận này cần phải chứng minh mình có thực lực và tài lực để khai tông lập phái, còn cần được sự đảm bảo và tiến cử của các môn phái khác, không biết ta nói đúng hay không. Hắc mẫu đơn gật đầu, lời đạo ra hoàn toàn chính xác. Chúng ta không phải cao thủ 10 thứ hạng đầu của đan bảng, không có uy vọng mọi người trong thiên hạ công nhận, không thể nào trực tiếp có được ký tên làm chứng, chỉ có thể đi con đường bình thường. Nghiêu hữu đạo cười hỏi, vậy không biết các ngươi đã thỏa mãn được điều kiện nào? Hắc mẫu đơn, thực lực chúng ta đã tự chứng minh rồi, 30 nhiệm vụ trên bảng tà ma ngoại đạo chúng ta đã hoàn thành, hiện tại còn thiếu tài lực vào tiến cử của môn phái. Cái gọi là bảng tà ma ngoại đạo Nghiêu hữu đạo biết, chính là chỉ một vài người phá hỏng quy cũ giới tu hành hoặc là những kẻ làm chuyện xấu khiến nhiều người công phẫn, những kẻ này sẽ được những tu sĩ cùng tụ tập dán bảng thông báo ở những nơi giống như trích tinh thành, cổ vũ tu sĩ thiên hạ đi diệt trừ để bảo vệ quy tắc giới tu hành. Người muốn sáng lập môn phái, người không thể nói người có thực lực tức là có thực lực, phải chứng minh bản thân. Người muốn khai tông lập phái trong giới tu hành đầu tiên phải chứng minh được mình bằng lòng đi bảo vệ quy tắc giới tu hành. Đấy, trên bảng có một đống tên người xấu, người xem mà làm đi. Cũng chẳng ai miễn cưỡng ngươi, người cảm thấy ai dễ giải quyết thì người đi giải quyết kẻ đó. Tóm lại 30 nhiệm vụ, xử lý 20, còn 10 kẻ xấu còn lại thì tìm được tung tích báo cáo địa điểm chúng ẩn nấp cũng được. Người dán thông báo sẽ thông báo cho kẻ thù tương ứng với những kẻ xấu kia đi giải quyết. Đương nhiên, người bằng lòng cùng lúc giải quyết sạch cả 30 tên càng tốt, chắc chắn cũng được coi như người hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêu hiểu đạo chật chật hai tiếng nói, hoàn thành 30 nhiệm vụ, không dễ dàng, không dễ dàng. Ngấm cũng biết không dễ dàng gì, nguy hiểm không nói đến mà còn rất tốn thời gian và tinh lực. Những người này vì muốn thoát khỏi thân phận tán tu mà cũng đủ liều mạng đấy. Thần thái của Hắc Mẫu Đơn có vẻ chán nản, để hoàn thành 30 nhiệm vụ này, các huynh đệ của ta đã chết 10 người, giờ chỉ còn sót lại mấy người bọn ta. Trả cái giá lớn như vậy, dù sao cũng phải cho người đã chết và người còn sống một công đạo." Nưu Hữu đạo nâng chén bên môi, chậm rãi nói, nói vậy tức là những phương diện khác có khó khăn. Hắc Mẫu Đơn nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo chờ mong, phương diện chứng minh tài chính phí tổn xin phép cơ bản một vạn kim tệ chúng ta có thể nghĩ cách, trước mắt còn thiếu một môn phái tiến cử, còn cả 10 vạn kim tệ tiền phạt chúng ta không bỏ ra nổi. Thực ra 10 vạn kim tệ tiền phạt không phải là của môn phái xin phép mà là của môn phái đảm bảo và tiến cử. Trong giới tu hành, khai tông lập phái là một chuyện rất nghiêm túc, không phải là trò đùa, không phải người muốn chơi thì chơi, muốn không chơi thì có thể không chơi, cho nên không thể tùy tiện giúp người ta đảm bảo. Nếu đã tiến cử và đảm bảo thì phải có trách nhiệm. Trong 3 năm vừa xây dựng môn phái không được có người rút khỏi môn phái, có vấn đề gì giải quyết nội bộ. Ý nghĩa đại khái là một môn phái ngay cả năng lực tự quản lý cơ bản cũng không có, người sáng lập môn phái làm gì? Sáng lập để chơi à? Nếu xảy ra những chuyện này môn phái coi như động giải tán, không còn có tư cách môn phái, còn người bảo đảm thì phải giao nạp 10 vạn kim tệ tiền phạt cho phiêu miếu các. Phiêu miếu các này không phải địa danh hay tên vật mà nói trắng ra là một tổ chức đại diện cho giới tu hành giữ gìn quy tắc cho giới tu hành. Chương 179, cầu người khó. Dưới quy tắc như vậy, thử hỏi có môn phái nào tùy tiện đảm bảo cho người ta sao? Không có giao tình tương đương sẽ không ai đồng ý cái việc tự gây phiền toái cho mình này, bằng lòng hết lòng quan tâm giúp đỡ cho người mình tiến cử và đảm bảo này, chỉ cần hơi tự giác một chút thì đều sẽ đưa trước 10 vạn kim tệ cho người ta, không thể để người ta đảm bảo giúp mình rồi mà phải gánh nguy hiểm đúng không nào? Tiền này hoặc là coi như tiền mình đưa cho người ta để đảm bảo, sau khi đến hạn thông qua rồi thì sẽ trả lại cho người hoặc ngươi cũng đừng mong được trả lại, trực tiếp coi như tiền biếu nhờ người ta làm việc giúp ngươi. Nói đến mức này, nhiều hữu đạo há còn không hiểu ý nàng ta. Tán tu thực sự là một quần thể khó xử nhất của giới tu hành. Ngươi muốn gia nhập môn phái khác, môn phái bình thường một chút xuất phát từ việc bảo vệ bản thân không thể nào tùy tiện nhận mấy người ngoài linh tinh lộn xộn vào cửa, trừ phi người này thực sự có lợi cho môn phái. Còn những người thực lực đáng gờm một chút thì ai lại đi tìm môn phái để ước thúc mình. Mấu chốt của vấn đề là, các môn phái tu hành xuất phát từ duy trì lợi ích bản thân, thông qua quy tắc mà liên minh giới tu hành phiêu miếu các này đặt ra, nói cho đẹp đẽ là vì cuộc sống bình thường đề phòng nhiễu loạn bách tính thế lục, để đề phòng tu sĩ tranh lợi với dân không cho phép bất kỳ tu sĩ nào trực tiếp hoặc gián tiếp kinh thương, phát hiện kẻ nào nghiêm trị kẻ đó, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Quy tắc này trông thì công bằng với tất cả các tu sĩ, nhưng thật ra vì chịu ảnh hưởng về các phương diện nên con đường tài lộ của tán du gần như bị chặt đứt. Người muốn lén lút kinh thương, Kinh thương là chuyện phải đối diện rất nhiều người, đi kèm với nói là cạnh tranh. Ở cái thời tu sĩ quyết định cả thiên hạ này, rất dễ lộ ra người sau lưng ngươi. Vì không có tán tu nào chịu được hậu quả này, nên trên cơ bản là bị chặt đứt tài lộ. Cho dù là chọn hình thức làm pháp sư tùy tùng chuyên nghiệp thì trên cơ bản là mảng nghề nghiệp này đã bị quần thể thế lực của các môn phái lũng đoạn, tán tu phổ thông không thể chen chân vào được. Ví dụ như nếu thiên ngọc môn sau lưng tạo áp lực một chút, phượng lăng ba có thể chiêu mộ tán tu sao? Làm pháp sư tùy tùng cho người có tiền cũng là một hướng, nhưng có gia tộc giàu có nào không bị một thế lực chính thức nào đó áp chế chứ? Bên trên không đồng ý, có gia đình giàu có nào dám đối nghịch? Muốn bị tịch thu tài sản giết cả nhà thì làm, vì vậy, khắp thiên hạ, trên căn bản tán tu không có nhiều tiền lắm. Đúng là giới tu hành cho phép kinh thương, nhưng vẫn có quy tắc hạn chế, với cái mỹ danh là đảm bảo giao dịch công bằng, đảm bảo lợi ích của người mua. Đảm bảo thế nào, không cho thương gia không bị ràng buộc mở cửa hàng, Thương gia không bị ràng buộc là sao? Chính là các thương gia muốn mở cửa hàng nhất định phải chịu ràng buộc về năng lực. Người bán hàng giả, khách hàng quay lại phản ánh lại chẳng có ai thì không được, đến lúc ấy, người mua biết tìm ai để đòi công bằng. Vì thế, phải lấy danh nghĩa môn phái mới có thể mở cửa hàng, một khi xảy ra chuyện, hòa thượng chạy được chứ miếu không chạy được. Người chạy rồi, môn phái sau lưng ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm, ai bảo môn phái này dạy dỗ ra được một đệ tử lừa người ta như thế môn phái ngươi không chịu trách nhiệm thì ai chịu nói vậy cũng hợp tình hợp lý mà không ai có thể phản đối được nên quyền mở cửa hàng buôn bán của tán tu đã bị tước đoạt trắng trợn đương nhiên dù thế lực của liên minh thế giới tu chân lớn hơn nữa cũng không thể quản được ngươi trốn ở cái xó xỉnh nào đó lén lút buôn bán nhưng mà giao dịch lén lút mà xảy ra bất kỳ chuyện gì sẽ không bên nào được bất kỳ ai bảo vệ hai bên mua bán đều phải tự mình chịu trách nhiệm nhưng liệu có mấy khách hàng rảnh rỗi mò mẫm trốn tới nơi nào đó lén lút mua bán chứ đại đa số vẫn hy vọng tới nơi bao la đủ loại mặt hàng như trích tinh thành mua hàng. Cũng có không ít vụ mua bán lén lút ở trích tinh thành, nhưng cùng mua một thứ, giá tiền cũng như thế, có ai không tới cửa hàng có độ đảm bảo cao hơn mua đâu. Vì thế, người chỉ có thể ra giá thật rẻ mới có khả năng có người mua. Nhưng vẫn là câu nói đó, mua bán lén lút không được bảo vệ. Vậy ngươi sẽ phải chấp nhận một tình huống nguy hiểm, hai bên mua bán, nếu có bên nào cảm thấy mình chắc thắng, rất có thể sẽ chơi bẩn. Ta thấy mình giết ngươi được thì cần gì trả tiền cho ngươi? Hoặc biết ngươi mang tiền theo bên người, ta có thể giết được ngươi thì cần gì phải đưa đồ cho ngươi? Cướp được tiền của ngươi rồi, đồ vẫn còn trong tay vẫn có thể bán được cho người khác. Người bị dồn đến đường cùng vốn dễ tiến tới cực đoan, đặc biệt là với tán tu. Có thể nói vì vòng tuần hoàn ác tính luẩn quẩn này mà danh tiếng của tán tu càng ngày càng xấu, các quy định vớ vẩn được đưa ra cũng càng ngày càng hợp lý hợp tình, cũng càng ngày càng khó xóa đi còn có một trường hợp oan ra nữa đồ này môn phái ta bán sao tán tu người bán rẻ thế bảo ta làm ăn thế nào ngược lại người giao dịch không được bảo vệ có người che giấu thân phận tới đây xử ngươi cũng là bình thường thôi bị đủ loại hạn chế các tán tu hoặc là nhắm mắt đi làm việc trái pháp luật bị phát hiện sẽ chết hoặc là chỉ có thể đi hái một số thứ linh thảo ở những nơi hung hiểm người thường không hái được hoặc đi tìm vận may trên hải đảo phàm là nơi người thường có thể đến khả năng kiếm được tiền của họ không lớn lại một vòng tuần hoàn ác tính, là một tu sĩ, người dốc quá nhiều tinh lực để kiếm tiền, nào có lúc nào tu luyện được. Đương nhiên sẽ kém đệ tử tu hành trong môn phái. Đủ nguyên nhân, đủ lý do, thử hỏi có tán tu nào không hy vọng trở thành người trong môn phái. Muốn khai tông lập phái cũng không dễ, phải đáp ứng một đống tiêu chuẩn điều kiện, chỉ nội 30 nhiệm vụ chứng minh thực lực đã có thể loại cả đống người, đến khi phải tìm những môn phái khác dẫn tiến cũng có thể loại thêm một loạt người nữa. Cuối cùng, người có thể khai tông lập phái cũng rất ít. Quy củ thế này, nhiều hữu đạo không thể không thở dài, chỉ cảm thấy giới tu sĩ thực quá thiếu đạo đức mà. Một đám tán tu vốn đã khổ lắm rồi, ngươi còn đưa ra 30 nhiệm vụ cho một đám tán tu liều mạng tiêu diệt tà ma ngoại đạo trên bảng cho ngươi. Đoán chừng có không ít người bất mãn, thực là biết đẩy việc khổ cho người khác làm mà, không những không mất tiền công, còn có người tích cực chủ động đi làm cho ngươi nữa. Mà ở một mức độ nào đó người vượt qua được cửa nhập môn lại có thể ngồi đó hưởng lợi ích mà tán tu vất vả kiếm ra, thanh thản kinh doanh kiếm tài nguyên tu luyện. Đối với chuyện này, Nhiều Hữu Đạo không thể đồng tình. Hắn hiểu rõ, thứ mà tất cả mọi người đều cần đương nhiên sẽ trở nên khan hiếm, cũng sẽ thành ra tình huống sư nhiều thịt ít, không một ai có thể thay đổi. Luôn có người muốn giữ nhiều tài nguyên hơn, sẽ không có ai chắp tay dâng tài nguyên cho người khác, dù là có cũng là số ít, không thay đổi được hoàn cảnh. Mà hắc mẫu đơn cung kính tới tìm mình như thế đơn giản chỉ là vì muốn tấm vé vào cửa kia thôi. Như hữu đạo mỉm cười nói, người dựa vào cái gì mà cho rằng ta có thể giúp ngươi. Hắc mẫu đơn định nói là thấy người trẻ như vậy đã có tùy tùng bên cạnh, vừa đến đã ở nơi đắt tiền như thế, sau lưng không có thế lực mới lạ, kẻ ngu cũng nhìn ra được. Nhưng đương nhiên nàng ta sẽ không nói vậy, đạo ra khí thế bất phàm, vừa nhìn đã thấy chính là người có thể giúp ta. Như hữu đạo buồn cười, hỏi, ở đây không ít khách mời, vì sao lại chọn ta? chương 180, phân vân, thường người trẻ tuổi ít kinh nghiệm không thể phục chúng, đổi là người khác, sợ là cơ hội để nói chuyện cũng không cho. Bây giờ không phải chúng ta đang ngồi cùng nhau rồi sao? Trong đầu hắc mẫu đơn chạy qua một suy nghĩ như thế, nhưng nhận ra mình hồ đồ rồi, nói vậy chẳng phải vị này cũng không đủ kinh nghiệm sao? Ánh mắt của hắn có vẻ rất thâm trầm, trực giác, cảm giác, đôi khi nữ nhân chọn tin tưởng cảm giác của mình. Nàng ta chọn giải thích như vậy, Nghiêu hữu đạo nhếch mép cười vui vẻ, nhìn sang viên phương đang có vẻ bực bội, lão hùng, người không vui sao. Hắc mẫu đơn không nói gì, sao đột nhiên lại hỏi sang chuyện khác rồi. Viên phương muốn nói lại thôi, nhìn nhìn hắc mẫu đơn, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ lắc lắc đầu. Nghiêu hữu đạo hết cầm về phía viên phương, hắc mẫu đơn, người xem, rõ ràng người đồng bạn này của ta không vui. Viên phương ngạc nhiên, nhìn hắc mẫu đơn, nghĩ bụng, có quan hệ gì tới nàng ta đâu. Đương nhiên cầu người không dễ, Hắc Mầu đơn biết, chỉ cố gượng cười, đạo ra, bọn ta cũng không nhờ ngài giúp không công, sau này có chuyện gì, chỉ cần dặn dò một tiếng, kể cả nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Nói êm tai đấy, nhưng vô dụng, phỏng chừng sẽ không có môn phái nào chịu nguy hiểm vì một người không minh bạch này dâu. Mười vạn kim tệ, ở đâu cũng không phải số lượng nhỏ, ngươi cứ gom đủ tiền đi đã, xem như nể mặt ngươi khách khí. Hắn ta chỉ rượu và thức ăn trên bàn, ta có thể tìm giúp một môn phái bảo đảm cho ngươi. Hắc mẫu đơn nghĩ bụng ta có thể kiếm được nhiều tiền như thế còn phải nhớ ngươi sao? Ngoài mặt nàng ta chỉ cười cay đắng, đạo ra, thực sự tán tu không dễ dàng, 10 vạn kim tệ với chúng ta là một con số quá khổng lồ, thực sự chúng ta không bỏ ra nổi. Không bằng vậy đi, chỉ cần chuyện thành công, chúng ta sẽ có điều kiện kiếm tiền, nhất định sẽ trả đủ số tiền kia. Như hiểu đạo khẽ lắc đầu, cho dù các ngươi có xin được, bằng vào tu vi của các ngươi, một môn phái nhỏ mới thành lập, trong vòng 3 năm có thể kiếm nổi 10 vạn kim tệ sao? Trong vòng 3 năm, nếu các người tan, thì càng không trả nổi, chẳng phải người đảm bảo sẽ nhận xui xẻo sao. Nếu có khả năng, người nói ta nghe chút, người có cách gì kiếm tiền. Mở cửa hàng, định bán cái gì, làm pháp sư tùy tùng. Không nói đến chuyện các người có cạnh tranh được với các môn phái khác không, ta chỉ hỏi, các người có thể tìm được những chủ nhân sẵn sàng trả thù lao cách xù sao. Hắc mẫu đơn cắn môi suy nghĩ, như hiểu đạo lại nói, do dự thế chứng tỏ ngươi hết cách rồi, tốt nhất đừng có tìm lý do gạt ta hắc mẫu đơn cắn răng, quả thực, dù chuyện có thành, chúng ta cũng không dám hứa chắc trong vòng ba năm nhất định kiếm được 10 vạn kim tệ. Không bằng như vậy đi, đạo gia, ngài đưa ra điều kiện đi, chúng ta sẽ tự xem mình có làm được không. Ta đưa ra điều kiện, như hữu đạo nhìn nàng, có vẻ dò hỏi kiểu ngươi chắc chắn chứ. Hắc mẫu đơn gật đầu, đạo gia không ngại nói một chút, một việc hay nhiều việc đều được. Như hữu đạo nhếch miệng, đúng là có việc này ngươi có thể làm được. Hắn vẫy vẫy nàng ta, Hắc mẫu đơn lập tức đứng dậy, đầy chờ mong nhích lại gần, cho rằng hắn muốn nói thầm nên ghé tai vào. Ai ngờ, hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mặt nàng. Hắc mẫu đơn giật mình, vội rụt người lại, nhìn hắn đầy nghi ngờ, có vẻ như đã đoán được yêu cầu. Quả nhiên, như hữu đạo nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá, nhan sắc cũng không tệ. Vậy đi, ta ở lại đây nửa năm, ngươi ngủ cùng ta nửa năm, chuyện của ngươi, ta sẽ sắp xếp giúp. Hắc mẫu đơn đứng phát dậy, giận dữ vô cùng nhưng vẫn cố nén xuống miến cứng cười đáp đạo gia ta đã là hoa tàn bại liếu làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của ngài sợ là sẽ làm ô uế ngài hay vậy đi ngài thích cô nương thế nào ta sẽ tìm đến giúp ngài nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói người nghĩ ta sẽ thiếu nữ nhân sao nhưng đây là lần đầu ta gặp nữ nhân có làn da đen đẹp thế đấy ta muốn ngươi thôi cơ mặt viên phương giật giật lúc này hắn mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng mà dị thú lục mang đến hắn ta nhìn nghiêu hữu đạo đầy cổ quái hắc mẫu đơn cười khan đen thì có gì mà đẹp nữ nhân trắng mới đẹp đạo ra chớ nói đùa nghiêu hữu đạo không hề bị lay động chỉ có một điều kiện này ngươi có đồng ý không không chịu cứ tự nhiên sắc mặt hắc mẫu đơn chìm xuống đột nhiên đưa tay ra đưa biên lai ta nộp nửa năm tiền nhà cho ta là ngươi chủ động giao ra ta không miễn cưỡng ngươi nghiêu hữu đạo liếc xéo sang bên cạnh dài giọng hỏi lão hùng tiền này là của nàng ta hay của chúng ta con mẹ nó, một ngàn tám đó. Viên Phương đột nhiên phấn chấn, cảm giác thành công như khi tìm tới Nam Sơn tự đánh cướp chợt quay lại. Hắn ta vỗ bàn đứng dậy khẳng định, tiền trong túi chúng ta đương nhiên là của chúng ta. Làm sao có thể là của người khác được, ai dám trắng trợn cướp tiền, hỏi trước xem khách sạn yêu nguyệt này có đồng ý không. Nói đến là khẳng khái hào hùng, hắc mẫu đơn giận suýt nữa cắn nát răng, chỉ chỉ hai người, dám lừa tiền lão nương, các ngươi thử xem. Như hữu Đạo nói, hình như trưởng quỹ có nói khách sạn yêu nguyệt này được bảo vệ ở trích tinh thành. Nửa năm tới đây ta muốn ra ra vào vào nơi này thử xem có phải là thật hay không. Viên Phương cười khà khà, gật đầu tán thành, đạo gia nói có lý, chúng ta thử một chút xem. Được, coi như các ngươi tàn nhẫn, các ngươi có bản lĩnh thì cứ ở trong trích tinh thành vĩnh viên đừng có ra. Hắc mẫu đơn nổi giận, khuôn mặt đen cũng hồng lên, nhưng chỉ có thể cảnh cáo uy hiếp bằng miệng, nàng ta còn chưa dám ra tay ở đây khắp thiên hạ không mấy ai dám ra tay ở đây sau lưng nơi này là một trong mấy vị cao nhất thiên hạ uy hiếp ta nghiêu hữu đạo nhìn nàng chầm chầm như cười như không hỏi không phải ngươi có thể nhìn ra sau lưng ta có thế lực sao ta rời đi ngươi thực sự dám ngăn ta chứ các ngươi chờ đó hắc mẫu đơn nghiến răng nghiến lợi hất tay bỏ đi nàng vừa đi ra nghiêu hữu đạo bỗng lạnh nhạt gọi đừng vội nếu không muốn còn có thể nói lại hắc mẫu đơn dừng lại nhìn hắn ánh mắt vừa có hận ý vừa có chờ mong chỉ mong đối phương sẽ nói ra một điều kiện mình có thể chấp nhận. Nghiêu hiểu đạo nói không cần nghĩ, ta vẫn muốn thử món mới, được rồi, ta lùi một bước, ngủ cùng ta một tháng, thế nào? Hắc mẫu đơn nắm chặt nắm đấm, cố nén kích động muốn nện thẳng vào mặt hắn, cắn răng chỉ vào mặt hắn, đừng có rơi vào tay ta. Nàng ta quay đầu bỏ đi, nhưng nàng ta mới đi tới cửa, vừa đưa tay ra mở cửa, như hiểu đạo lại lạnh nhạt nói, ta lùi thêm bước nữa, ngủ cùng ta một đêm. Chỉ một đêm, Cánh tay hắc mẫu đơn đã đưa ra khựng lại, sắc mặt bầy hết nỗi lòng, bối rối, do dự. Gian nan, và biết bao chua sót, một đám người có thể leo lên đến tu vi trúc cơ kỳ đều là liều mạng mà chiến đấu, làm không ít chuyện cướp giật tài nguyên tu luyện của người khác, giết người cướp của, chính mình cũng không đếm được đã làm bao nhiêu chuyện không thể công khai, chỉ cần lộ ra một chuyện thôi cũng đủ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Thật vất vả mới leo lên được tới ngày hôm nay, tất cả đều có tu vi trúc cơ kỳ, đều không muốn tiếp tục làm mấy chuyện liều lĩnh kia nữa tu vi lên đến chút cơ kỳ khá phiền phức, nhu cầu tài nguyên tu luyện tăng lên rất nhiều, chút đồ kiếm được lúc trước còn không đủ nhét kẽ răng, nhất định phải tìm mục tiêu lớn hơn để ra tay, đương nhiên, độ nguy hiểm cũng càng tăng hơn. Ai cũng hiểu đạo lý đi bên bờ sông nào có thể không ướt dày, nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng. Các đồng bọn trước đây, từng người từng người ngã xuống. Không biết đã bao lần chỉ vì đột nhiên có cao thủ đến gần mà bọn họ hãi hùng khiếp vía, hoặc bị dọa mồ hôi ướt xuống lưng, chỉ lo sợ bị tính sổ. Không biết bao nhiêu lần họ tỉnh dậy trong cơn ác mộng, lần nào cũng muốn vỡ tim. Thực sự không ai muốn tiếp tục trải qua những ngày tháng này nữa. Vì vậy, dù biết khai tông lập phái rất khó, nhưng mọi người vẫn cứ nỗ lực theo hướng này. Để hoàn thành 30 nhiệm vụ kia mà đi trời Nam đất Bắc, gian nan khổ cực, người ngoài không thể tưởng tượng nổi. mươi 181, người là kẻ vô liêm sỉ. Vì tìm vị này, bị tiểu nhị và trưởng quỹ làm nhục, bị vị này sai khiến kêu đến hết đi, là vì cái gì? mà bây giờ cơ hội đặt ngay trước mắt chỉ cần ngủ một đêm với người ta thôi chỉ một đêm thôi là có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình thay đổi vận mệnh của mọi người chỉ ngủ một đêm thôi bản thân mình cũng đâu phải hoàng hoa khuê nữ gì ngủ một đêm có đáng là bao thậm chí nàng còn thầm nhủ tự khuyên chính mình không phải vì mình mà là vì các huynh đệ đồng ý hắn đi đối mặt với điều kiện một đêm cánh tay hắc mẫu đơn như nặng vạn cân chậm chạp mãi không thể chạm vào cánh cửa Viên Phương cũng nhìn ra được nàng ta sẽ đồng ý. Hắn ta vui vẻ cười cười nháy mắt với Nhiêu Hữu Đạo. Hắn ta thầm thở dài, đạo ra đen tối thật, vừa muốn tiền của người ta, còn muốn luôn cả người. Nữ nhân này chủ động xông vào cửa coi như tự tìm xui xẻo rồi. Chậm chạp mãi không mở cửa, Nhiêu Hữu Đạo biết hắc mẫu đơn đã động tâm, chậm rãi nhìn bóng lưng nàng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục đầu độc trong lòng ngươi nên rõ ràng, nếu ngươi tìm người khác, dù có chủ động nhắc tới chuyện này, đừng nói là một đêm, dù là một năm, người ta cũng sẽ không đồng ý, vì nguy hiểm và cái giá quá lớn. Hắc mẫu đơn, qua thôn này có thể không có nhà nào nữa đâu. Bỏ qua cơ hội này, người có thể bỏ qua cả đời đấy, sau đó, có hối hận cũng vô dụng, hối hận cũng sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy đâu. Bỏ qua lần này, ngẫm lại tình cảnh sau này của mình đi, người đồng ý tiếp tục quay lại cuộc sống những ngày tháng trước kia cả đời sau. Chỉ cần ngươi đồng ý theo ta một đêm, ví dụ 10.000 kim tệ kia cũng không cần lo lắng, ta cho ngươi. Trong thời loạn lạc này, 10 viên kim tệ có thể mua được một nữ nhân không tệ rồi, mà ta đổi cả 10 vạn kim tệ cùng với nguy hiểm chỉ để ngươi theo ta một đêm thôi đó. Một đêm, chỉ một đêm, ta sẽ không nói cái chuyện bôi nhọ danh tiếng của mình ra ngoài với ai, ngươi cũng không nói với ai, sẽ chẳng ai biết. Hắc mẫu đơn đấu tranh một lúc mới có phản ứng, nàng giơ tay lên, ngón tay hơn run rẩy, cuối cùng chậm rãi rỗi ra cầm vào tay nắm cửa, bi phẫn nói tên khốn kiếp kia đuổi ta, ta mắng y trèo cao, mắng y không biết xấu hổ. Ta biết mình không phải dạng người tốt lành gì, nhưng ta không muốn làm người ai cũng có thể xem thường. Nàng mở cửa thật mạnh, bước nhanh ra ngoài, chợt gió táp mắt lạnh, hắc mẫu đơn đưa tay lau gò má lạnh lẽo của mình, chợt phát hiện ra không hiểu vì sao lệ đã ướt đẫm. Lau qua nước mắt nhưng lau mãi không hết, nàng cũng không hiểu, xưa nay mình vẫn kiên cường, bao năm rồi không khóc, đã quên đi cảm giác khóc rồi, sao tự nhiên giờ lại rơi nước mắt. Nàng hơi hoảng loạn, nhanh chóng xoay người nhìn quanh, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, chợt cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa, quên mất phòng mình ở đâu. Nàng không muốn để người khác nhìn thấy mình thế này, chỉ muốn tìm một gian phòng nào đó mà trốn. Trong phòng, viên phương vẫn còn ngạc nhiên, cô nàng lại từ chối sao, xem dáng vẻ lúc trước còn tưởng nàng ta đồng ý rồi cơ. Ánh mắt lạnh lùng của Ngưu Hữu đạo nhạt dần, nhếch miệng thành một vệt ý cười. Chỉ một đêm có thể xoay chuyển vận mệnh cả đời hắn ta có thể hiểu được hắc mẫu đơn phải đấu tranh thế nào. Hắn ta có thể hiểu được, một phụ nữ ở trong tình cảnh như vậy, còn có thể từ chối mê hoặc như thế phải gian nan khó khăn cỡ nào. Hắn nhấc tay với viên phương, chỉ ra ngoài cửa, đi, tìm nàng về đây. Viên phương không nói được gì, giờ khóc giờ cười, đạo ra, gọi về có ích gì chứ, nàng không đồng ý đâu. Hắn ta nghĩ bụng, ngươi làm cái chuyện không biết xấu hổ này kệ ngươi, kéo ta dính vào làm gì. Người xuất gia làm sao có thể làm việc này. Ngưu Hữu Đạo nói, nói với nàng, xóa hết các điều kiện đó, gọi nàng về. Nhìn cái gì, bảo ngươi đi thì đi nhanh đi, không tìm được người, ngươi cũng đừng quay lại, mắc mớ gì đến ta. Viên Phương rất bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng bước nhanh đi. Không bao lâu sau, Viên Phương quay lại, Hắc Mẫu Đơn cũng tiến vào, nhưng lần này là cúi đầu, không còn vẻ tự tin hăng hái chuẩn bị đàm phán như lúc đầu nữa. Ngưu Hữu Đạo chỉ chén rượu trống không trước mặt, lạnh nhạt nói, rót rượu hắc mẫu đơn cắn môi đi tới trước bàn, cầm ấm rót rượu. Rót đầy rồi, nàng để bầu rượu xuống, chợt phát hiện Ngưu Hữu Đạo như cười như không nhìn mình chằm chằm. Nàng hơi bối rối quay đầu đi, Ngưu Hữu Đạo cười hỏi, hai mắt làm sao mà vừa hồng vừa sưng thế kia? Khóc à, hắc mẫu đơn lập tức hung hăng ngẩng đầu lên hỏi, nói đi, đổi điều kiện gì? Ngươi cũng biết điều kiện của ta rồi, một đêm là cái giá cuối cùng, ta cho ngươi cơ hội cuối để cân nhắc. Viên phương trợn tròn mắt, còn không hết hy vọng sao? hắn thích nàng đến thế cơ à? Hắc mẫu đơn vừa giận dữ vừa xấu hổ, rõ ràng là hắn đang đùa cợt mình mà. Nàng chỉ vào mặt hắn, hận ý không chết không thôi, lạnh lùng gần, hiên viên đạo, món nợ này, ta nhớ rồi. Dứt lời, nàng xoay người đi ra, đứng lại, như hiểu đạo vội gọi, nhẹ nhàng ném lại một câu, đùa một chút cũng không hiểu à. Người quá nghiêm túc đi, quay lại, nói chuyện chính, hắc mẫu đơn dừng bước, thở dốc, ngực phập phồng gấp gáp nãy giờ nàng bị ngược đến chết đi sống lại sắp phát điên rồi nàng không quay người chỉ quay đầu lại nhìn hắn nghiêu hữu đạo cười ha hả nói với viên phương không phải tiền của ngươi ngươi nhét vào túi mà không ngại sao trả tấm biên lai like kia cho người ta đi a à, viên phương há hốc mồm cái gì thế này hắc mẫu đơn cũng có vẻ ngờ vực chậm rãi xoay người nghiêu hữu đạo nhắc bảo ngươi trả tấm biên lai like vừa rồi cho người ta ngươi không nghe thấy sao ồ Viên Phương không tình nguyện moi tấm biên lai ra, đi tới bên cạnh hắc mẫu đơn, bất đắc dĩ nói, này, cầm. Hắc mẫu đơn chậm rãi nhận tấm biên lai, nhìn lại, không sai, đúng là tấm vừa nãy. Nàng cũng mơ hồ, nhìn như hữu đạo chẳng hiểu gì. Là hắn không cần tiền cũng không đồng ý giúp sao. Nếu vậy, nàng cũng không cho là tệ, chỉ ít cũng cứu vãn được tổn thất về tiền tài. Nghiêu hữu đạo ngồi đó, cười nói, người vội vội vàng vàng trả tiền cho ta làm gì. Ta có bảo ngươi sao, ta cũng không đến mức không thể ở lại nơi này, cần ngươi trả tiền sao? Hắc mẫu đơn có cảm giác muốn chửi hắn, lúc trước, rõ ràng ngươi có ý đó, giờ lật lọng, nói gì cũng là ngươi đúng. Nghiêu hữu đạo tiếp tục cười dài, nói thư có thể dùng tiền để mua ta không quan tâm. Nếu ngươi thực sự đồng ý theo ta, ta cũng sẽ không cho ngươi ngủ cùng đâu, cũng sẽ không làm gì giúp ngươi, ngươi cũng đừng hòng lấy lại 1.800 viên kim tệ này. Kết quả, ngươi lại từ chối, vì thế, tiền ta cũng không cần, hơn nữa còn giúp ngươi được việc. Sau này, ngươi không cần phải đi cầu ai vì chút chuyện này nữa. Ngươi có thể nói với các huynh đệ của mình, từ nay về sau, bắt đầu lại từ đầu. Hắc mẫu đơn đứng xứng như trời trồng, rõ ràng. Vừa nãy đối phương lừa nàng, như hiểu đạo trừng mắt với nàng, khóc đã chưa? Một câu nói, một ánh mắt, bắn trúng góc mềm yếu nhất trong trái tim nàng. Tất cả cảm xúc vừa nãy cố nhịn xuống đột nhiên lại sông lên, nước mắt lại trào ra không dứt Nàng nhìn chằm chằm Nghiêu Hữu Đạo, nghẹn ngào mắng ngươi là kẻ vô liêm sỉ nghiêu hữu đạo thờ ơ nhún vai cảm tạ ngươi khích lệ nhớ cất biên lai cẩn thận trả cho ngươi đó vì chút tiền lẻ đó khóc đáng sao hắc mẫu đơn nhìn biên lai trên tay nhớ lại chuyện vừa rồi lại không khống chế được cảm xúc che miệng chậm rãi lùi lại dựa vào góc tường chậm chậm ngồi xuống vùi đầu vào giữa hai đầu gối khóc nghẹn ngào nàng không thể nhịn được càng cố nhịn càng khóc lớn hơn cuối cùng hòa lên khóc lớn khóc đến tan nát cõi lòng khóc đến đau thấu tim gan. Nưu Hữu Đạo bưng chén rượu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, ai. Quả nhiên nữ nhân làm bằng nước mà, động một chút là khóc sướt mướt, thật không chịu nổi. Chương 182, sau đó hãy cùng ta. Bên này hắn ngồi nói mát, còn nơi góc tường, tiếng khóc truyền ra khiến người ta phải ớn lạnh. Viên Phương giật giật khóe miệng, tiền trả ngươi rồi, chuyện cũng đồng ý giúp ngươi rồi, còn khóc như vậy nữa. Xem ra không giống mừng phát khóc cũng không giống như bị ủy khuất mà khóc mừng phát khóc và tuổi thân phát khóc cũng làm sao khóc tới đau thấu tim gan như vậy viên phương khó hiểu bước lại gần nghiêu hữu đạo hỏi đạo gia nữ nhân này có bị bệnh không không cần để ý tới nàng ta đồ ăn nguội rồi mau ăn đi nghiêu hữu đạo nhắc nhở hắn ta không nên xen vào chuyện của người khác viên phương nhìn trái nhìn phải ngồi xuống hai người chia đúa bắt đầu ăn ăn uống uống với viên phương rượu và thức ăn ở đây không tệ lắm có điều, còn có người đang khóc bên cạnh nên thực tình hắn ta cảm thấy hơi lạ. Có ai vừa nghe khóc vừa ăn giống hắn không? Bình thường là vừa nghe nhạc vừa ăn chứ nhỉ? Hai người mặc kệ hắc mẫu đơn, chẳng nói nửa lời dễ nghe an ủi, cứ mặc cho nàng trốn ở góc tường mà khóc. Nàng khóc lóc một hồi lâu, bao nhiêu xót xa tuổi thân được phát tiết, tiếng khóc yếu dần đi rồi tắt hẳn. Hắc mẫu đơn ngồi ở góc tường, thì thoảng nước nở hai tiếng, lau nước mắt, cuối cùng ngẩng đầu lên tức giận nhìn trầm chằm hai người đang tập trung ăn ăn uống uống ngút trời kia trong lòng cũng thầm tự trách làm sao lại khóc trước mặt bọn họ chứ nhưng vừa nãy chẳng hiểu sao bản thân nàng cũng không khống chế được mình bình tĩnh lại hắc mẫu đơn đi tới hai người quay sang nhìn viên phương hơi nhếch miệng phát hiện đạo gia nói không sai nữ nhân đúng là làm từ nước thật khóc ướt cả mảng quần áo lớn hắc mẫu đơn lúng túng nhưng chỉ thoáng một cái đã như người khác hùng hồn đoan chính ngồi bên bàn vỗ biên lai like lên bàn đẩy tới trước mặt nghiêu hữu đạo năng lực có hạn không thể chi ra quá nhiều tiền coi như chút tâm ý nho nhỏ ngài đừng chê ít nghiêu hữu đạo hơi nhếch mép ánh mắt là lạ ta dám nhận sao hắc mẫu đơn hiểu ý hắn ta ban đầu là nàng ta chủ động đưa ra sau thấy chuyện không xong lập tức uy hiếp đòi về giờ lại chủ động đưa lên nên rất lúng túng khó chịu giải thích giờ là thật tâm nghiêu hữu đạo cười ha ha không muốn đẩy tới đấy lui nữa hất cằm với viên phương biên lai like của hắc mẫu đơn được đưa tới trước mặt viên phương viên phương không khách khí hắn ta rất hào hứng với tiền tài vui cười hớn hở thu lại phát hiện đi một vòng tiền vẫn quay về túi áo mình hắc mẫu đơn lại chủ động chấp ấm rót rượu cho nghiêu hữu đạo dằn vặt một hồi bị ngược đến chết đi sống lại giờ nàng lại càng ung dung không buồn không vui chính mình cũng không biết đã bao năm rồi chưa từng được thả lỏng như thế này nàng biết không phải chỉ vì đối phương đã đồng ý giúp mình dù bây giờ hắn trở mặt không chịu giúp mình nữa nàng nghĩ mình cũng sẽ không tức giận sẽ thản nhiên rời đi cảm giác này chính nàng cũng không thể hiểu nổi nói chung bỗng nhiên nàng cảm thấy an lòng cực kỳ an lòng người nam nhân này tuy mới lúc nãy đã bắt nạt nàng nhưng nàng cũng cảm nhận được một cảm giác an toàn khó mà giải thích nổi từ hắn cảm giác này nàng không thể nói được từ đâu đến chỉ là nàng cảm thấy dù hắn rất xấu nhưng là xấu thật lòng xấu khiến người ta yên lòng nhân cách hắn ta có một nghị lực khiến cho nàng an lòng nhiều năm như vậy bao nhiêu bất an vẫn cứ như cái bóng đè nặng tâm can nàng đột nhiên tan thành mây khói nghiêu hữu đạo hơi dựa vào ghế hỏi ở đây chắc có không ít người muốn khai sơn lập phái đi vì sao các ngươi không liên hợp lại cùng lập thành một môn phái cùng nhau kiếm tiền hắc mẫu đơn khẽ thở dài chúng ta cũng từng nghĩ đến điều này nhưng người quá tạp sẽ có mầm họa rất lớn môn phái thành lập rồi ai sẽ làm trưởng môn ai sẽ tính toán tiền không cùng chung chí hướng, không bao lâu sẽ xảy ra nội chiến. Nếu có ai gây sự bên ngoài, cả môn phái sẽ phải cùng chịu trách nhiệm. Không phải chưa từng có những chuyện như vậy, hơn nữa, còn xuất hiện nhiều lần, trong hệ phái không ai tin ai, không bao lâu sau sẽ phát sinh tranh đoạt lợi ích, tranh đoạt quyền lợi mà không từ thủ đoạn nào, tự giết lẫn nhau, căn bản không có cơ hội cạnh tranh với các môn phái khác đã dễ dàng bị tan rã rồi. Nghiêu hiểu đạo à lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Hắc mẫu đơn do dự hỏi, đạo gia, không biết ngài định tìm môn phái nào giúp chúng ta. Chúng ta sẽ chuẩn bị trước, huynh đệ bên ngoài còn đang đợi ta, ta cũng cần cho họ một câu trả lời chắc chắn. Ngưu Hữu đạo nhàn nhạt nói, chuyện tìm môn phái nào để dẫn tiến và đảm bảo có quan trọng không? Hắc mẫu đơn ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có thể không quan trọng sao? Ngưu Hữu đạo nhìn nàng, phải nhìn xa ra rộng ra, đừng có chăm chăm nhìn vào một góc. Hắc mẫu đơn vẫn ngơ ngác không hiểu, Ngưu Hữu đạo lạnh nhạt nói, sau này cứ đi theo ta, chuyện gì cần sắp xếp ta sẽ an bài. Thấy nàng chần trừ, hắn bổ sung có vấn đề gì sao? Hắc mẫu đơn hơi do dự, sau đó, dường như đã hạ quyết tâm, nàng gật đầu, được. như hữu đạo lại bưng chén lên lướt qua một cái, bên ngoài ngươi còn mấy huynh đệ. Là nam hay nữ, ba người, đều là nam, có tin được không, đạo gia yên tâm, tuyệt đối đáng tin, bằng không cũng không thể đi cùng nhau nhiều năm như vậy. Ngươi đừng nói với ta mấy câu vô dụng này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, người có quản được họ không hắc mẫu đơn hơi do dự không phải là quản chỉ là lời ta nói vẫn có tác dụng với một số người đặc biệt ta có thể dùng một vài phương pháp đặc biệt để tiếp cận ví dụ như vừa nãy nói chuyện với ngươi nếu đông ta không hơi đâu đi ứng phó từng người một nhiều người khó nói quy củ ngươi nghe có thể không tin nhưng nếu có ai nghi ngờ thì lập tức đá ra ngoài cho ta đây vừa là muốn tốt cho ngươi vừa là muốn tốt cho họ bằng không tương lai có chuyện gì xảy ra đừng trách ta không khách khí đến lúc bọn họ không chịu được người cũng khó đau dài không bằng đau ngắn không hợp thì lập tức giải tán hắc mẫu đơn ta không đùa đâu đạo gia thực sự đều là người đáng tin sẽ không có vấn đề gì đâu bằng không ta chỉ là một nữ nhân làm sao đi cùng họ nhiều năm như vậy được ánh mắt ta cũng rất cao không cho phép bất luận một hạt cát nào rơi vào tốt lắm nếu ngươi đã nói vậy thì ta tin ngươi có điều người nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Sau này ta không muốn nghe thấy chuyện quái gở gì đâu. Người tự quản người của mình cho tốt. Hắc mẫu đơn phát hiện vị này suy nghĩ rất xa, lại càng có lòng tin hơn, gật đầu đáp ta hiểu. Đưa bốn tấm kim phiếu cho nàng, bốn ngàn, như hữu đạo chỉ viên phương. Cả hắc mẫu đơn và viên phương đều sửng sốt, dù không tình nguyện nhưng viên phương vẫn làm theo, đẩy bốn tấm kim phiếu một ngàn kim tới trước mặt hắc mẫu đơn. Đạo ra, đây là, mỗi người một tấm, đừng có đứng cả bên ngoài như thế gọi họ vào đây đi nghiêu hữu đạo phất tay cho nàng đi làm với hắn muốn mua chuộc lòng người chỉ dựa vào cái mồm vẫn không đủ cần phải bày thực lực ra tài lực cũng là thực lực nên ra tay vẫn phải ra tay hắc mẫu đơn lắc đầu đạo ra không cần đâu tuy chúng ta không nhiều tiền nhưng vẫn có thể sinh hoạt mấy ngày nghiêu hữu đạo không cho nàng từ chối không có cái gì không tiện bảo ngươi làm ngươi cứ làm đi Hắc mẫu đơn chỉ có thể cầm 4 tấm kim phiếu đứng dậy, được, vậy ta sẽ sắp xếp cho bọn họ vào ở. Dứt lời, nàng xoay người bước nhanh đi, vừa mở cửa, tự nhiên nhớ lại tình cảnh vừa rồi, nhớ lại lúc nãy suýt nữa mình đã đồng ý với người ta mà thầm hoảng sợ. Nàng không muốn sau này cứ trột dạ vì việc này mãi, nên hốt hoảng xoay người lại, trêu đạo ra, nếu ngài thực sự muốn ở cùng ta một đêm, hôm nay ta cũng không ngại, lát nữa ta sẽ tìm ngài nhé. Nghiêu hữu đạo lườm nàng một cái, ta thích trắng, không có hứng thú với đen hắc mẫu đơn cười khúc khích mở cửa đi ra nàng vừa đi viên phương bắt đầu lẩm bẩm thu về một nghìn tám bỏ ra bốn nghìn thiệt hai nghìn hai đạo gia giữ một nữ nhân như thế có ích lợi gì chứ ngài có chịu ngủ đâu hiển nhiên hắn ta vẫn đang sót ruột chương 183, mươi đồng ý như hữu đạo cười nói một đám tán tu một nữ nhân có thể chăm sóc một đám nam nhân nữ nhân này vẫn có chút bản lĩnh nếu không phải nữ ta còn chẳng muốn tiếp chuyện có một số chuyện, làm việc với nữ nhân dễ hơn với nam nhân. Bên cạnh ta vẫn cần có nữ nhân làm việc, cô nàng này được, ra cửa, bước chân hắc mẫu đơn nhẹ bấng, cả người thoải mái ung um dung, cảm giác từng lỗ chân lông đều đang tự do hít thở, thực sự là toàn thân thư sướng, không nhịn được mà giang rộng hai tay giả bay như chim. Vừa ra khỏi khách sạn, mấy người đồng bọn vẫn chờ ở ngoài lập tức vây quanh nàng. Có người nhận ra, hỏi, lão đại, người khóc à? Ha ha, vui quá, Mấy người kinh hỉ nhìn nhau, đều hiểu được câu này, hẳn là mọi chuyện xong rồi. Hắc Mẫu đơn vẫy vẫy tay, gọi mấy người ra một góc vắng vẻ, nghiêm túc nói, tạm thời không tính chuyện khai tông lập phái vội. "A, à, mấy người cả kinh." Một người hỏi, "Lão đại, có ý gì?" Hắc Mẫu đơn đáp, "Ta đã nói rất rõ ràng, không tính chuyện khai tông lập phái nữa. Ta sẽ đi theo hắn, các ngươi ai muốn đi cùng thì đi, ai không muốn ta cũng không miễn cưỡng." Ai đồng ý thì lấy hết tài vật trong người ra cho người không đồng ý. Chúng ta thật lòng tụ, thật tâm tán, không ai cưỡng ép ai. Có người hỏi lại, lão đại, người này có lai lịch lớn lắm sao? Ý tứ rất rõ ràng, nếu không có lai lịch, làm sao người đồng ý đi theo người ta? Hắc mẫu đơn lắc đầu, không biết lai lịch thế nào. Nói các ngươi không tin chứ hiện giờ ta còn không biết cả thân phận của hắn. Nói xong, chính nàng cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, hơi nghi ngờ có phải mình điên rồi không, người ta mới dỗ hai câu đã đần độn đồng ý đi theo mình vẫn còn là hắc mẫu đơn sao nhưng nàng lại cảm giác cái ngốc này thật thư thái khoái hoạt chưa bao giờ nàng thư thái như thế lúc này dù có bị lừa cũng là tự tìm cũng là cam tâm tình nguyện chấp nhận hậu quả chuyện này chuyện này mấy người không hiểu hôm nay vị này điên rồi sao nàng liên tiếp làm ra đủ loại hành động điên cuồng đầu tiên là ép mấy người chủ động bỏ tiền ra thanh toán nửa năm tiền thuê nhà cho người ta còn chuẩn bị rượu và thức ăn ngon nhất mời người ta giờ thì bỏ luôn cả mục đích mọi người gian khổ kiên trì nhiều năm còn chưa biết người ta thế nào đã quyết định đi theo rồi có người thử thăm dò lão đại ta hỏi này không phải ngươi thích người ta rồi chứ hắc mẫu đơn mắng nói cái rắm đừng có nói nhảm nữa nói rõ cho thoải mái nếu các ngươi đều không muốn đi thì ta cũng không ép các ngươi cứ tiếp tục con đường của mình ta sẽ đi theo hắn ta một mình mấy người nhìn nhau cuối cùng vẫn cảm thấy hẳn hắc mẫu đơn sẽ không hãm hại mình đây chỉ thuần túy là tín nhiệm với con người của hắc mẫu đơn mấy người lần lượt do do dự dự đồng ý đều ở lại không ai đi cả các huynh đệ không ai đi hắc mẫu đơn rất vui lấy ra bốn tấm kim phiếu phát cho mỗi người một tấm mấy người nhận giấy vừa xem đều kinh ngạc hỏi lão đại thế này là sao người ta cho đấy bảo chúng ta đừng có keo kiệt ở bên ngoài nữa vào trong đó ở cả đi ha ha thấy chưa sau này chúng ta cũng sẽ là người ra vào khách sạn yêu nguyệt đấy mấy người nhìn tiền của nhau, đều là một ngàn kim tệ. Có người cười, ha ha, ra tay hào phóng quá nhỉ. Lão đại, vừa nãy người thăm dò chúng ta phải không? Hắc mẫu đơn nhíu mày, thăm dò cái giám. bao năm rồi ta thế nào các ngươi còn không biết sao? Không phải ta có ý thăm dò, mà là người ta nói. Người ta nói cũng không sai mà, không phải một lòng đừng đứng chung một thuyền, tránh sau này mọi người đều không thoải mái. Nàng đảo đôi mắt sáng qua mấy người, ta nói chuyện khó nghe trước nhé cảm giác nhận tiền thế nào, ta không cần nhiều lời. Người ta sẽ không cho không đâu, cũng sẽ không ai nuôi kẻ vô dụng đâu. Thiên hạ này nhiều tán tu lắm, người ta cũng không phải không thể thiếu chung star. Người ta có quy tắc của người ta, nếu theo người ta rồi, sau này chúng ta sẽ không tự quyết định mọi chuyện nữa. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, mọi người tự cân nhắc. Đối phương có nói không muốn để lộ nội tình, thực sự ta không nhìn ra được lai lịch của người ta, Thuần Túy chỉ là cá nhân ta nể hắn ta. Chúng ta ở cùng nhau bao năm rồi, ta cũng không cần phải lừa mọi người. Mọi chuyện như vậy đấy, mọi người đều là người mắt sáng, không cần ta nói nhiều nữa, giờ hối vẫn còn kịp đấy, nghĩ kỹ cả đi. Ao không muốn, coi như ta xin lỗi, có cơ hội sẽ báo đáp lại, tiền trong tay mọi người sẽ cho người ấy, 30 nhiệm vụ đã hoàn thành cũng tặng người ấy. Có thể ở lại thì ở, không ở được thì đi. Giữa chúng ta không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa mấy người nhận ra rồi xem ra hôm nay vị này thực sự hạ quyết tâm rồi đây vẫn là câu nói kia vì tin tưởng nàng mấy người vẫn quyết định ở lại cùng nàng hắc mẫu đơn mở cờ trong bụng đơn giản thôi nếu có người không muốn nàng sẽ áy náy lắm mọi người đã kiên trì nỗ lực đến mức này nếu chỉ vì nàng mà từ bỏ thì sẽ rất thương tâm thống nhất ý kiến hắc mẫu đơn cao hứng phất tay yểu điệu hô lên nghe người ta sắp xếp vào ở đi nào mấy người cùng vào khách sạn yêu nguyệt Tiểu nhị vừa thấy họ lập tức tiến tới ngăn cản, cười khổ với hắc mẫu đơn, đây là. Hắc mẫu đơn oai hùng nói, bọn họ cũng tới ở trọ, không được sao. Mặc kệ tiểu nhị, nàng dẫn người tới thẳng quầy, trả tiền thuê hai gian phòng. Nàng còn cố ý yêu cầu chuyển phòng của mình tới sát vách phòng như hữu đạo. Sau khi cùng tiểu nhị nhận phòng, hắc mẫu đơn dẫn ba người đi bái kiến như hữu đạo. Nàng gõ cửa, viên phương vừa mở cửa vừa nhìn ra. Hắc mẫu đơn cười nói, dẫn bọn họ tới ra mắt đạo gia. Viên Phương quay lại hỏi, nhận được câu trả lời bèn đáp lại, đạo gia có nói muộn rồi, hôm nay không gặp nữa, mai gặp. Viên Phương cũng không hiểu vì sao Nghiêu Hữu Đạo không chịu gặp họ. Rõ ràng hắn đang nhàn rỗi đứng trước cửa sổ ngắm cảnh đêm mà, gặp người ta một chút cũng là nên, có phải bận rộn gì đâu. Hắc mẫu đơn vẫn còn tốt, nhưng ba người kia nghe được câu này lập tức cảm nhận một cỗ áp lực vô hình đè xuống. Hắc mẫu đơn đành bỏ qua, quay lại lâm viên tao nhã yên tĩnh, hai mắt nàng sáng lên ra lệnh, lấy đồ ra, chúng ta cũng uống chút trà ở đây. Mấy người đều hào hứng, không phải nơi đất thiêng này sinh ra nhiều hiền tài hơn, mà là vì bình thường họ không vào ở khách sạn này được, đều có dục vọng muốn hưởng thụ. Hôm sau, viên phương vừa mở cửa đi ra liền thấy mấy người hắc mẫu đơn chờ sẵn ngoài cửa. Thấy nghiêu hữu đạo đi ra sau, hắc mẫu đơn cười sáng lạn, đạo ra, chào buổi sáng. Nàng gọi ba người kia lại giới thiệu, ba vị này là huynh đệ lâu năm của ta. Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lưỡng, Đoạn Hổ, đây là đạo gia vị này là kim ca đạo gia kim ca ba người cười rè rặt chắp tay chào như hữu đạo nhìn mấy người đánh giá hắc mẫu đơn đen từ đầu đến chân còn ba người này lại khá trắng đều trạc tuổi trung niên hắc mẫu đơn trông có vẻ trẻ trung hơn nhưng lại do nàng dẫn đầu thực sự khiến cho hắn phải nhìn lại hắc mẫu đơn lần nữa sau này đều là người một nhà như hữu đạo cười ha ha coi như đã hỏi han rồi xoay người rời đi hắn ta cũng không cần phải thân cận với từng người ví như đám người ở nam sơn tự hắn ta chỉ nhắm vào viên phương căn bản không giao lưu gì với các hòa thượng khác cũng không cần phải tiêu tốn thời gian tinh lực vào từng người một mấy vị này hắn ta chỉ nhắm vào hắc mẫu đơn viên phương để cho hắc mẫu đơn đi bên cạnh nghiêu hữu đạo hộ tống bản thân mình thò chân bước ngay sau chân nghiêu hữu đạo tách ba người xa lạ ra đằng sau tuy gã không học được hoàn toàn hành vi cử chỉ của viên cương nhưng cũng giống phần nào xem mèo vẽ hổ vẫn còn được ba người kia đi sau cùng Hắc mẫu đơn quay lại liếc nhìn họ, như hữu đạo đi một vòng quanh khách sạn, nhìn kiến trúc tầng tầng dựa vào núi như pháo đài, hỏi đó là nơi nào. Đi xem xem, chương 184, muốn làm gì? Hắc mẫu đơn toát mồ hôi, nàng nghĩ như hữu đạo tới đây lần đầu bèn thật lòng khuyên, đạo ra, phía trước là khách sạn, đằng sau là nơi ở của thành chủ toa Viễn lệ, không cho người ngoài vào. Kẻ nào từ tiện xông vào, giết không tha, như hữu đạo à lên một tiếng, trong thượng thanh thập di lục có gì về sự vật trong giới tu hành tuy không đến mức ghi lại mọi chuyện lớn nhỏ nhưng cũng có đề cập đến toa huyễn lệ là thành chủ trích tinh thành là ngoại tôn nữ của một trong chín vị cao thủ nguyên anh kỳ trong thiên hạ la thu đi vào bái kiến cũng không được sao nghiêu hữu đạo lại hỏi trong thành có không biết bao nhiêu người muốn leo lên cành cao này đó làm sao người nào cũng gặp được chỉ sợ còn chưa nói nửa lời đã bị người dưới đuổi đi rồi hắc mẫu đơn lắc lắc đầu lại nhìn lại nghiêu hữu đạo hai mắt lấp lánh, thử thăm dò, đương nhiên, nếu đạo gia có bối cảnh tốt, báo lên, có khi thành chủ sẽ gặp. Nghiêu hiểu đạo gật đầu, tỏ ra đã hiểu ta nào có bối cảnh gì. Đúng rồi, cô đã thấy nàng ta bao giờ chưa? Có thấy không ít lần, căn bản thì thoảng nàng ta sẽ đi thăm thú trong thành, thời gian cụ thể thì không rõ. Toa huyến lệ thế nào? Nhan sắc ra sao? Có lập gia đình chưa? Hắc mẫu đơn lại toát mồ hôi lạnh, ở đây bàn luận chuyện này có thích hợp sao? Nàng thấp giọng đáp, tướng mạo cũng được, nhan sắc thường thường, nhưng thân phận địa vị của người đó lại không thường, khí chất thì người thường không so được. Chưa từng nghe nói có lập gia đình, nàng ta thích cái gì? Hắc mẫu đơn bị hắn ta hỏi đến mức căng thẳng, vội thì thào nhắc nhở, đạo gia, chúng ta chuyển sang nơi khác tán gẫu về những vấn đề này được không? Người ta nghe được còn cho là chúng ta có mưu đồ gây rối sẽ rất phiền toái đó. Nói nhỏ một chút, như hữu đạo nhuển cười xoay người quay lại, nếu không vào được thì không cần liều. Hắc mẫu đơn đi theo bên cạnh, thì thào bé tí, không biết thích gì, có điều người cơm áo không lo, không thiếu tài nguyên tu luyện còn có thể thích cái gì được nữa. Đơn giản chỉ chơi chút thú vui tao nhã thôi, cũng không đến mức yêu thích chuyện tu luyện khô khan vô vị. Như hữu đạo gật đầu tán thành, lại hỏi, làm người thế nào? Ta cũng không biết, nhưng xem ra có vẻ rất ôn hòa. Mỗi lần xuất hiện trong thành gặp người qua đường đều chào hỏi, nói chuyện, không có vẻ kiêu ngạo. Có biết thường ngày nàng ta thích người nào không? hắc mẫu đơn ngẩn ra, đây là điều tra về toa huyễn lệ rồi, hắn ta muốn làm gì đây? Trong lòng ngờ vực nhưng nàng vẫn thì thầm đáp, cái này thì không biết. Chúng ta chỉ là tán tu, làm sao biết thường ngày nàng ta thích ai chứ? Có điều, nghe nói nàng ta là bạn tốt của các chủ băng tuyết các tuyết lạc nhi. Tuyết lạc nhi vẫn thường đến đây, có mấy lần ta thấy toa huyễn lệ đưa tuyết lạc nhi đi dạo trong thành. Các chủ băng tuyết các, như hữu đạo thì thào, ánh mắt lóe lên quỷ quyệt, không hỏi gì nữa khi nhóm người đi qua đại sảnh trưởng quỹ và bọn tiểu nhị đều nhìn theo không phải vì nghiêu hữu đạo hấp dẫn mà là vì mấy người hắc mẫu đơn đi theo sau hắn ta nhìn theo mấy người ra cửa trưởng quỹ lắc lắc đầu thanh niên dễ bị lừa xem ra đúng là bị lừa rồi tiểu nhị bên cạnh cười nói kệ hắn ta đi khuyên rồi không khuyên nổi xảy ra chuyện gì đều không có liên quan đến chúng ta mấy người vừa đi xuống bậc thang khách sạn đám người lẻ tẻ bên ngoài lập tức tụ tập lại ánh mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo có vẻ khá chờ mong. Ngưu Hữu Đạo vừa nhìn liền hiểu, bước chân không chậm, nhàn nhạt dọa ta không có hứng thú với các ngươi. Cút, ai dài dòng lập tức giết cho ta, không chút lưu tình, không có cửa thương lượng, cả đám người có vẻ lúng túng, không hiểu nội tình của Ngưu Hữu Đạo nên cũng tản ra nhường đường. Sống lưng hắc mẫu đơn đi bên cạnh Ngưu Hữu Đạo cũng thẳng lên không ít, cảm giác như mình đã không còn giống những người này. Một đám người nhìn theo, có người bóp cổ tay thở dài, xem ra hắc mẫu đơn đắc thủ rồi sớm biết thế tối qua chúng ta cũng vào, ngươi đi vào thì có ích gì, hắc mẫu đơn cũng khá đẹp đó, chắc tối qua cũng có ở cùng người ta một đêm, xem sắc mặt thỏa mãn kia. Một vài lời nhận xét quái gở nhằm vào hắc mẫu đơn, vừa chua vừa cay, xen lẫn ước ao và đố kỵ. Bốn phía cổ thành khắp nơi đều là cảnh đổ nát thê lương, có thể nhìn ra được kiến trúc ban đầu là từ đá tảng lớn, cửa hàng trong thành đều là xây lại từ phế thích, đại khái là từ gỗ và đá. Hiện có rất nhiều người du lịch trong thành, không ít người đang xem này xem kia, như tìm cái gì đó, thì thoảng có người trâu đầu ghé tai. Hắc mẫu đơn giới thiệu, đại khái những người đang xem xét linh tinh kia đều là tán tu, khả năng là có hàng trong người, không muốn bán rẻ cho cửa hàng, muốn tìm người mua thích hợp. Thông thường họ sẽ để đồ cho đồng bọn giữ chứ không mang bên mình, gặp người thích hợp sẽ bàn bạc phương thức giao dịch cụ thể. Dù cẩn thận thế nhưng vẫn không tránh được các tình huống bị giết cướp. Làm vậy, chỉ là tránh bị nhiều người chú ý thôi thấy nghiêu hữu đạo có vẻ không hiểu rõ cách thức với mọi người đều là kiến thức phổ thông này viên phương cũng có vẻ ngơ ngác không hiểu gì hắc mẫu đơn vừa giải thích vừa lo không biết có phải mình nhìn nhầm rồi không lôi tông khang ngô tam lưỡng đoạn hổ đi sau nhìn nhau ánh mắt cũng có vẻ nghi hoặc rõ ràng hai hàng mày của lôi tông khang hơi nhíu lại muốn nói lại thôi bình thường các ngươi cũng làm vậy chứ nghiêu hữu đạo thuận miệng hỏi đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi thực sự giá thu mua các cửa hàng của môn phái quá thấp khiến cho người ta không thể không bí quá hóa liều hắc mẫu đơn hơi lúng túng giải thích nàng chỉ chỉ cửa hàng bốn phía đổi đề tài nơi này có không ít cửa hàng chỉ cần là môn phái là có tư cách mở cửa hàng ở đây nhưng đều là các đại phái có chút thế lực mới mở được chi phí mở cửa hàng ở đây không thấp các môn phái quá nhỏ không chịu nổi mà người trong giới tu hành cũng cần dùng những thứ ấy vì thế tuy nơi này có rất nhiều hàng hóa nhưng thực sự bán ra có thể nói là rất ít có rất nhiều môn phái mở cửa hàng ở đây chỉ là để dễ làm việc thôi buôn bán chỉ là tiện thể có thì làm không có thì thôi thông thường phần lớn các cửa hàng buôn bán tử tế đều là các môn phái có sở trường chuyên nghiệp ví dụ như linh tông vì am hiểu luyện chế linh đan là môn phái luyện đan lớn nhất giới tu hành nên đương nhiên mở cửa hàng ở đây là để bán đan dược khí vân tông là môn phái luyện chế pháp khí lớn nhất giới tu hành mở cửa hàng pháp khí vạn thú môn am hiểu thuần phục chim bay cá nhảy đương nhiêu là bán những thứ này. Thiên hành tông am hiểu trận pháp, bán các loại phù triện. Những môn phái như vậy mở cửa hàng mới thực sự là để kiếm tiền, những môn phái có sở trường như vậy đương nhiên cũng có tài lực hùng hậu. Có rất nhiều môn phái cũng trực tiếp buôn bán với họ. Nghiêu Hữu Đạo cũng từng đọc được về các môn phái này trong Thượng Thanh Thập Di Lục, giờ nghe đến rất hào hứng. Hắn ta tới đây vốn là để mở mang tầm mắt mà, bèn cười nói, đi, tới các môn phái này xem xem. Đương nhiên đám người hắc mẫu đơn dẫn đường. Thực ra, không cần dẫn, cũng rất dễ tìm đường. Theo như Hắc Mẫu đơn nói, những môn phái này chuyên kinh doanh buôn bán, diện tích quy mô cửa hàng đều rất lớn, đứng trong thành nhìn xung quanh là thấy rồi. Đầu tiên nhóm người đi tới cửa hàng của Thiên Hành Tông. Không khí nơi này khá đặc biệt, xếp rất nhiều linh vị người chết, thực ra đây không phải linh bài, mà là bùa chú bằng gỗ, giống như hàng mẫu, trên đó ghi rõ giới vị, nếu khách hàng cần thì sẽ lấy đồ thật bán đủ thứ bùa chú rực rỡ muôn màu khiến cho Ngưu Hữu Đạo lần đầu nhìn thấy phải suýt xoa. Chương 185, chân dung. Điểm then chốt của phù triện là cách tổn chữ và phóng thích năng lượng bên trong phù sẽ dẫn đến các tác dụng hiệu quả khác nhau. Có rất nhiều tu sĩ biết cách luyện chế, nhưng dùng pháp lực bản thân để chế tác phù triện là một việc cực kỳ hao tổn tu vi, phải truyền pháp nguyên bản mệnh vào đó mới được. Ví dụ như truyền pháp bùa hộ mệnh trong cơ thể Ngưu Hữu Đạo vậy, chính là một loại phù mà Đông Quách Hạo Nhiên đã dốc cả pháp nguyên bản mệnh ra để chế tạo. Trong tình huống bình thường, sẽ không ai dốc pháp nguyên bản mệnh mà mình đã khổ tu ra để làm cái này. Theo Thượng Thanh Thập Di Lục, Thiên Hành Tông đã đột phá then chốt này, nắm giữ phương pháp tập trung linh khí bên ngoài cơ thể thành năng lượng, tận dụng tối đa, bố trí trên vật dẫn đặc chế, chế thành phù triện bán ra. Ví dụ như ngựa phi cả ngày, do hạn chế về thể lực nên dọc đường phải nghỉ ngơi hồi phục, mà phù triện của Thiên Hành Tông theo một mặt nào đó, có thể gia trì cho ngựa chạy cả ngày liên tục. Có điều, khi tiêu hao hết năng lượng ngựa sẽ ngã, không phải tình hình đặc biệt sẽ không ai dùng loại phù triện này. Còn có phù triện trừ ta, nếu dùng nó trong nhà có thể sinh ra sóng pháp lực khiến cho yêu ma quỷ quái muốn tiếp cận tưởng lầm có tu sĩ trong nhà mà không dám xâm phạm. Còn có phù triện chứa năng lượng có thể giết người, cũng có định thân phù có thể giam người ta lại. Có điều, những phù triện này đều chỉ dùng được một lần, giá không hề rẻ dùng nó chẳng khác nào đốt tiền người bình thường không dám dùng chỉ có tu sĩ mới dùng được mà phu là chết người là sống dùng nó cũng có nguy cơ nhất định vì lẽ đó nghiêu hiếu đạo cũng chỉ đi vào xem ngắm một hồi chứ không có ý định mua tiền trên người hắn ta cũng không mua được cái gì rời nhà này nhóm người lại đến khí vân tông nơi này bán các loại vũ khí cũng nhận đơn đặt hàng chế tạo vũ khí riêng mọi người đến khí vân tông mua vũ khí đương nhiên không chỉ vì người ta luyện chế ra hàng đẹp mà then chốt là người ta có bí pháp luyện chế độc môn. Đao kiếm bình thường chém giết một hồi cũng dễ mẻ sức, huống chi là tu sĩ có sức mạnh hung hãn, dùng đao kiếm bình thường thực sự rất dễ gãy. Đao kiếm của khí vân tông sản xuất đương nhiên có thể giải quyết vấn đề này ở một mức độ nào đó, đương nhiên, giá càng cao thì đồ càng tốt. Đi dạo trong cửa hàng một vòng, Ngưu Hữu Đạo cân nhắc mua cho Viên Cương một thanh thủy thủ. Giới đao của Viên Phương cũng cần đổi, nhưng đồ của khí vân tông không rẻ, cái nào cũng gọi là bảo đao, bảo kiếm, tạm thời tiền không đủ, chỉ có thể đi dạo xem ngắm tí thôi. Nhóm người rời khí vân tông, chậm rãi đi ngoài đường. Trên đường cái, một người đứng giữa giao lộ nhìn xung quanh, dường như đang tìm cái gì đó, lơ đãng nhìn qua hắc mẫu đơn thì ngẩn ra, vội chăm chú quay lại nhìn chầm chầm như hữu đạo. Khi đoàn người như hữu đạo đi qua, y lặng lẽ trà trộn vào trong đoàn người đi đường, không xa không gần đi theo sau. Không bao lâu sau, thấy đoàn người như hữu đạo tiến vào cửa hàng của Linh Tông, y không vào cùng mà chờ ở trách trách bên đường đối diện. Trong cửa hàng của Linh Tông, như Hiếu Đạo cũng chỉ đi dạo quanh một chút, tạm thời hắn ta không cần dùng đến Linh Nguyên Đan để tu luyện. Viên Phương cần, nhưng hiện giờ hai người không có nhiều tiền, mua ít thì ngại, cũng khiến cho mấy người hắc mẫu đơn nghi ngờ, chỉ bỏ ra một ngàn tệ mua chút thuốc trị thương. Nhóm người đi ra, người kia vẫn chờ bên đường, lại hòa vào đoàn người đi đường bám theo sau. Cửa hàng của vạn thú môn xem như khá đáng xem, các loại chim thú đã bị thuần phục được nhốt trong lồng ngoan ngoãn để người ta xem xét. Tất cả đều đã được thuần dưỡng, chỉ cần mua, vạn thú môn sẽ dạy người cách điều khiển chúng. Tác dụng của các loài chim thú khác nhau, giá tiền cũng khác nhau, kim xí để đưa tin rẻ nhất, cũng được bán nhiều nhất. Giá đắt nhất là các loại chim cỡ lớn được nhốt riêng trong từng chuồng như phòng lao, có vài loại đứng trên mặt đất cao đến cả trường. Chúng đều là vật cưỡi phi hành, người có thể cưỡi nhưng người bình thường không dễ điều khiển. Loài chim này lớn nên phi hành cũng có thể chờ được trọng lượng lớn, tu sĩ điều động chỉ cần thi pháp ngự khí phối hợp sẽ rất thích hợp, là thứ tốt để bôn ba đường dài. Hiện giờ rất hiếm khi thấy loài chim lớn thế này ngoài thiên nhiên, không phải bị bắt thì là bị săn giết, mà gây giống chúng cũng rất khó, không phải ấp trứng nở ra chim đơn giản như gà con. Mà vạn thú môn lại giỏi gây giống, đây là nguyên nhân trong cửa hàng của vạn thú môn có bán thứ này. Loài chim này làm thú cưới thì cực tốt, nhưng giá tiền cũng đắt kinh khủng, con hơi lớn một tí đã đến hơn 10 triệu kim tệ, không phải ai cũng dùng được. 3 năm không bán, bán một lần ăn cả 3 năm. Nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm giá tiền, chẹp miệng chèm chẹp. Mọi người cũng chỉ có thể xem ngắm mở mang tầm mắt một chút. Rời khỏi cửa hàng của vạn thú môn, nhóm người đi dạo loanh quanh trong thành một chút, chơi chán rồi mới quay về khách sạn yêu nguyệt. Bên ngoài khách sạn, một vài người vừa ước ao vừa ghen tị nhìn nhìn chỉ trỏ theo bóng lưng hắc mẫu đơn đi vào trong khách sạn, thì thà thì thầm. Người vẫn đi theo kia lúc này mới hiện thân lộ diện, hỏi hỏi vài người xung quanh hỏi các người ở đây thì thầm cái gì. Ơ, ờ, Hoàng gia, mấy người quay đầu nhìn lại, thấy là đệ tử Lưu Tiên Tông liền vội vàng khách khí chào hỏi. Người đó là Hoàng ân quý, là một trong các đệ tử của phái Lưu Tiên Tông lưu trú ở cửa hàng ở đây, nhìn vào chỉ giống một tiểu nhị của cửa hàng, nhưng với các tán tu này, đây không phải người bọn họ có thể chọc vào được. Hoàng ân quý hất cảm hướng vào trong khách sạn, các người chỉ trò cái gì đấy. Mọi người lắc đầu thở dài nói, hoàng gia không biết, hắc mẫu đơn kia chính là người phụ nữ da đen vẫn đi qua đi lại trong thành đó, hoàng gia có biết không? Hoàng ân quý đáp, ừ, biết, làm sao? Người kia thở dài, đi dắt quan hệ đó, chắc ngài cũng biết, phỏng chừng không bao lâu nữa nàng ta sẽ khai tông lập phái, cũng không biết nữ nhân này dùng biện pháp gì, có điều, có thể hình dung được, nữ nhân mà, cởi quần một cái chúng ta có thiên ngôn vạn ngữ cũng không lại được. Hoàng ân quý cười ha ha, nghe lời nói của đối phương có vẻ đầy ghen tị, nhưng Y không quan tâm, cười nói: đây là chuyện tốt mà, người ghen tị hả? đúng rồi, dắt quan hệ với ai? có cao nhân môn phái nào đồng ý làm người bảo đảm dẫn tiến? người kia lắc đầu, chính chủ nhìn rất trẻ, không biết thuộc môn phái nào, phỏng chừng trong danh sách đăng ký của trưởng quỹ kia có tên đấy. nhưng khách sạn yêu nguyệt sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì của khách hàng, cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. a, à, không nói linh tinh với các người nữa các ngươi cứ ngồi đó mà ước ao đi thôi. Hoàng ân quý cười hớn hở vỗ vỗ vai gã, liếc nhìn khách sạn, xoay người đi. Người kia ho, hoàng gia, nếu không, ngài giúp ta nói một tiếng với Lưu Tiên Tông được chứ. Hoàng ân quý quay lưng lại, khoát tay, ta không quyết được, các người cứ ở đây chờ cơ hội đi. Dù vậy, mấy người kia vẫn nịnh bợ, hoàng gia đi thong thả. Trước cửa hàng của Lưu Tiên Tông có thể giăng lưới bắt chim, vốn nơi này cũng không phải cửa hàng mở ra để bán hàng. Hoàng Ân Quý bước vào trong cửa hàng, đi thẳng đến quầy, gọi trưởng quỹ ngồi xếp bằng sau quầy, sư thúc, cho ta xem lại chân dung một chút. Trưởng quỹ mở mắt ra hỏi, chân dung gì? Không phải sư thúc bảo mấy người bọn ta đứng đầu đường quan sát để tìm người đó sao? Ảnh họa do tống ra gửi đến đó, như hữu đạo ấy, vừa nãy ta có thấy ai giống hắn ta lắm. Thật sao, trưởng quỹ đứng bật dậy, rút một cuộn giấy ra vứt lên quầy, ra hiệu cho y mau nhìn xem. mươi 186, vẽ tranh không dám chắc chắn, nên phải xem lại ảnh họa một chút. Hoàng ân quý miệng đáp tay mở giấy ra nhìn, trên đó là bức chân dung của một người, rất giống như hữu đạo, không biết làm sao tống ra vẽ ra được. Y nhìn trái nhìn phải một lúc rồi nhận xét, giống. Có tới 9 phần giống, đặc biệt là phong cách buộc tóc dài sau lưng, thực sự rất có khả năng. Khi còn ở Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông còn quản đầu tóc của Nghiêu Hữu Đạo, rời khỏi đó rồi, từ trong xương hắn ta là kẻ sạch sẽ, chỉ cần có thể, sẽ không bỏ thói quen vội đầu hàng ngày. Mỗi lần tháo búi tóc, gội sạch, lại búi lại, ngại phiền, hắn ta bèn lựa chọn phong cách tóc buộc đuôi ngựa. Nếu không phải vì ngại quái dị quá, hắn ta còn muốn cắt phén đi đỡ phiền phức. Người xác nhận sao, trường quý tỉnh táo tinh thần lại, muốn không lên tinh thần cũng khó. Như hiểu đạo đã giết mấy đệ tử Lưu Tiên Tông, vốn đã kết cừu hận với Lưu Tiên Tông, đặc biệt là sau cái chết của nhi tử quản gia tống gia Lưu Tử Ngư, Lưu Tiên Tông không thể bảo vệ tốt Lưu Tử Ngư, cũng thẹn với sự chăm sóc lâu dài của Lưu Lộc. Mà lần này có người nói là có người nhà họ tống răng lưới rồi, nếu mình có thể đắc thủ, tất nhiên sẽ là một công lao cực kỳ lớn, bất kể là sư môn hay tống ra, khẳng định đều sẽ không bạc đái. Ở trích tinh thành căn bản không có hy vọng có thể phát hiện ra tung tích của Ngưu Hữu Đạo, chỉ vì đây là nhiệm vụ của sư môn, phải chấp hành nên ở lại thôi, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Hoàng ân quý cười khổ, dù sao chân dung cũng có thể sai, sư thúc để ta xác nhận đã ta cũng không dám đảm bảo trường quỹ hơi cuống lên vậy ngươi chạy về làm gì còn không theo dõi cho chặt vào vạn nhất người ta chạy mất thì phải làm sao ngươi không muốn công lao này sao hoàng ân quý nói sư thúc chớ vội người vào ở trong khách sạn yêu nguyệt xem tình hình tạm thời người ta không thể đi nhanh như vậy nên ta mới quay về xem lại chân dung xác nhận lại khách sạn yêu nguyệt trưởng quỹ sờ sờ tròm dâu ở cằm hơi nghi ngờ nói đúng là người ở trong khách sạn yêu nguyệt khá phiền phức thật không tiện động thủ trầm ngâm một lát có vẻ đã có quyết định trưởng quầy gõ lên quầy một cái đi ngươi gọi người tới khách sạn yêu nguyệt trước đi cần phải xác định rõ ràng thân phận đối phương nhớ kỹ không được đánh rắn động cỏ rõ hoàng ân quý gật gật đầu xoay người nhanh chóng rời đi y tới một giao lộ khác trong thành gọi một sư đệ đồng môn khác đang đứng canh ở đó tới báo tình hình xong cả hai cùng tiến thẳng đến khách sạn yêu nguyệt vào khách sạn, thả 10 viên kim tệ xuống quầy, Hoàng Bình Ân cười híp mắt nói, trưởng quỹ, cần phòng. Thường thường, người trong thành này tuy không quen nhưng đại để cũng có biết, thấy là đệ tử Lưu Tiên Tông, trưởng quỹ cảnh cáo, vào ở thì được, nhưng không được gây sự. Bằng không, các người cũng biết hậu quả rồi đấy. Lão không biết đối phương muốn làm gì, mà đệ tử Lưu Tiên Tông có thể ở lại trong cửa hàng của mình trong thành, chạy tới khách sạn ở có hơi bất thường. Hoàng Ân Bình cợt nhà, trưởng quỹ, ngài nói giỡn, chúng ta nào dám gây sự ở đây bên kia chúng ta có khách mời chỉ muốn thu xếp ở nơi này thôi không có ý gì khác tốt nhất là như thế trưởng quỹ gửi lạnh một tiếng đăng ký xong ném ra một thẻ bài hai người khách khí chắp tay cảm ơn rồi được tiểu nhị đưa tới phòng trong phòng khách hắc mẫu đơn không biết nghiêu hữu đạo đang làm gì nói chung hắn ta bảo nàng chờ viên phương cũng không biết nghiêu hữu đạo muốn làm gì chỉ thấy hắn ta đang cầm than củi gọt thành một cái côn gỗ nhỏ Hai người đều không biết hắn ta đang dở trò quỷ gì, hỏi hắn ta không nói, chỉ bảo chờ lát thì biết. Gọt than xong, Nghiêu Hiếu đạo lại tự sắp xếp trước cửa sổ một hồi, đặt một cái ghế ra, rồi quay sang ngoác ngoác hắc mẫu đơn, lại đây, ngồi xuống. Hắc mẫu đơn không hiểu tại sao, chỉ nghe lời nghiêm chỉnh ngồi xuống trước cửa sổ. Nghiêu Hiếu đạo không hài lòng lắc đầu, đừng có ngồi nghiêm chỉnh như thế, nghiêng sang. Đóng rồi, cong chân lên, tay kia thả trên bắp đùi, cánh tay kia gác lên ghế, tì vào quay hàm. Đừng có cứng nhắc như thế, tự nhiên một chút, đúng rồi, tự nhiên chút nữa. Đúng đúng đúng, mỉm cười chút nữa. Được rồi, cứ vậy đi, đừng nhúc nhích. Dứt lời, hắn ta lại xoay người lúi húi bận bịu. Hắc Mẫu đơn ngồi đó bứt rứt khó chịu, giờ khóc giờ cười hỏi, "Đạo gia, ngài muốn làm gì?" "Kiếm tiền, kiếm tiền." Hắc Mẫu đơn ngơ ngác, "Như vậy là có thể kiếm tiền sao?" "Sau này ngươi sẽ rõ." Nưu Hữu đạo lại nói câu này, xưa giờ nói gì hắn ta vẫn giữ lại ba phần trống rất ít khi nói hết. Hắn ta quay sang chuyển ghế sang ngồi đối diện Hắc Mẫu Đơn, lại vẫy tay với Viên Phương, "Lại đây, ngồi xuống." "Ta cũng phải ngồi sao?" Viên Phương có vẻ sợ hãi. "Bảo ngươi ngồi thì ngồi đi." như Hữu Đạo trả lời vậy, Viên Phương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi xuống, rồi bắt trước bộ dáng của Hắc Mẫu Đơn bên đối diện, cũng cong cong chân, ôm quay hàm. Nưu Hữu Đạo kinh động như gặp thiên nhân, "Phụt, ha ha, đối diện với một ông lão ngồi như vậy, hắc mẫu đơn không nhịn được mà phì cười cuối cùng không nhịn nổi mà bỏ hết tư thế cười như một cành hoa run rẩy nghiêng nghiêng ngửa ngửa ôm bụng cười nói không xong rồi thực sự ta không nhịn được cười chết ta rồi ha ha nghiêu hữu đạo không nói gì đẩy viên phương một cái ai bảo ngươi ngồi như thế ngồi lại cúi đầu cong người sắp xếp tư thế ngồi cho viên phương xong gác một tấm ván gỗ sau lưng viên phương bảo gã vòng hai tay qua bả vai ra đằng sau nắm lấy tám ván gỗ ngồi lại như vừa nãy đi như hữu đạo chỉ chỉ hắc mẫu đơn đang ôm bụng cười. Hắc mẫu đơn bình tĩnh lại, ngồi lại như lúc đầu. Như hữu đạo cầm bút than, đứng sau lưng viên phương, nhìn chằm chằm hắc mẫu đơn một lúc áng chừng, đặt bút than xuống giấy, bắt đầu loạt soạt phát thảo. Đừng nói tới vẽ người sống, vẽ di ảnh cho người chết hắn ta cũng từng vẽ rồi. Kiếp trước, khi hắn ta còn nhỏ, khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, di ảnh của người chết đều được vẽ thủ công trên bản xứ. Thực sự là cầm kỳ thi hỏa cái gì hắn ta cũng chơi được. Nghe tiếng loạt soạt sau lưng, viên phương quay lại muốn xem cho rõ. Cạch, nghiêu hữu đạo gõ gõ lên tấm ván gỗ, ngồi xuống, chớ lộn xộn. Viên phương thành thật khom người ngồi đó không nhúc nhích, chỉ có con người nhìn tới nhìn lui. Thì thoảng nghiêu hữu đạo lại giơ bút ngang trước mặt căn tỷ lệ xa gần của hắc mẫu đơn, nắm được rồi lại tiếp tục vẽ. Không bao lâu sau, hắc mẫu đơn dựa cầm yên nhiên mỉm cười đã được họa trên giấy rất sống động, dần dần hiện ra toàn cảnh. Hắc mẫu đơn chớp chớp mắt, cũng khá tò mò không biết nghiêu hữu đạo đang làm gì lẽ nào hắn ta đang vẽ chân dung của mình sao không thấy hắn ta dùng bút mực gì chẳng lẽ dùng than cũng có thể vẽ sao mãi đến khi gần vẽ xong nghiêu hữu đạo mới nhấc tờ giấy lên khỏi lưng viên phương một tay giữ lấy dặn dò viên phương đi gọi tiểu nhị khách sạn đem một vò rượu tới viên phương vận động cái eo đau căng cứng khi đi ngang qua người nghiêu hữu đạo không nhịn được muốn xem thử xem hắn ta đang loạt soạt cái gì không xem thì thôi vừa xem hai mắt suýt lồi ra, há hốc miệng, chỉ chỉ bản vẽ, lại chỉ chỉ hắc mẫu đơn, đạo ra, cái này, cái này. Nghiêu hữu đạo lạnh nhạt hỏi, giống hay không giống? Có có có, viên phương giật đầu liên tục như một kẻ ngốc, ánh mắt nhìn nghiêu hữu đạo càng sùng bái hơn, quả thực là sáng rực rỡ. Dường như gã đã hiểu vì sao viên cương cứ khăng khăng đi theo vị này, thì ra vị đạo gia này thực sự rất lợi hại. Vẽ chân dung mình thật, hắc mẫu đơn ngồi đó ngứa ngáy trong lòng rất muốn đi tới xem một chút, có nghe thấy ta bảo ngươi làm gì không? Như hữu đạo quay sang hỏi, ồ, viên phương vội bước nhanh đi, nhớ kỹ, không cần ngươi mang lên, để tiểu nhị tự mình đưa lên, hiểu chưa? Như hữu đạo quay lưng lại dặn dò, vâng, rõ rồi, viên phương mở cửa rời đi, không bao lâu sau, gã quay lại, chuyển lời, tiểu nhị báo sẽ đưa tới ngay. mươi 187, lấy công chuộc tội, viên phương lại gần nhìn Như hữu đạo hoàn thiện bức vẽ, thi thoảng lại lắc đầu, thi thoảng lại chẹp miệng thán phục hắc mẫu đơn càng ngồi càng ngứa ngáy trong lòng đôi mắt sáng lấp lánh có vài phần mất kiên nhẫn cộc cộc có tiếng gõ cửa rồi tiếng hẻ kế vang lên khách quan rượu của ngài tới rồi đây nghiêu hữu đạo gọi vào đi tiểu nhị mở cửa đi vào không biết trong phòng đang làm gì chỉ đặt rượu sang một bên khách quan rượu của ngài ở đây dứt lời gã muốn quay ra nghiêu hữu đạo lại nói chờ đã sắp vẽ xong rồi đem đi bồi cứng cho ta vẽ sao tiểu nhị thưa vâng đi sang xem thử xem rốt cuộc nghiêu hữu đạo đang vẽ cái gì. Phản ứng của gã cũng giống với viên phương, hai mắt mở lớn, trợn mắt há mồm, nhìn hắc mẫu đơn đối diện, lại nhìn người trên giấy sống động như thật, kinh ngạc hết sức, lại nhìn sang nghiêu hữu đạo đang chăm chú. Nghiêu hữu đạo dừng vẽ, lại viết lời đề trong góc tranh. Tăng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước phu sơn bất thị vân, thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân, từng qua biển lớn không kể nước, chưa đến vu sơn chẳng biết mây, lần lửa khóm hoa lười để ý, nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây, cuối xuân năm vũ lịch thứ 53, tặng hắc mẫu đơn. Ha ha, được rồi, Nghiêu Hữu Đạo đưa than giấy cho viên phương, ngoắc ngoắc gọi hắc mẫu đơn, tới xem xem có giống không. Hắc mẫu đơn đã không nhịn được nữa rồi, chỉ chờ câu này, lập tức hào hứng chạy tới, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình, hai tay che miệng ngẩn ra mà ngắm. Nàng chưa từng thấy bức tranh nào sống động giống thật đến thế. Nếu không phải đang tận mắt nhìn thấy, thực sự nàng không thể tưởng tượng được thứ này được vẽ ra từ than trì. Trên bức họa, cửa sổ mở rộng, trời cao mây trắng, một chậu lục thực trên bệ cửa sổ, nữ nhân thướt tha dựa vào ghế chống hàm yên tĩnh cười ôn nhu, ngay cả ánh mắt cũng vẽ rất giống, còn giống hơn cả trong gương đồng. Hắc mẫu đơn chậm rãi buông tay xuống, ngơ ngác hỏi đây là ta sao? Cho ta sao? Ánh mắt rời từ hình vẽ xuống bài thơ từ bên dưới tặng hắc mẫu đơn. Nghiêu hiểu đạo dung dung tấm họa, đưa cho tiểu nhị bên cạnh đi, bồi cứng rồi đem lại đây cho ta, đừng làm hỏng. Được được được, nhất định sẽ cẩn thận, tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí cầm bức tranh trong tay, chỉ lo sợ sẽ làm hỏng mất, cúi đầu khom lưng lùi lại đằng sau, ánh mắt nhìn như hữu đạo tràn đầy thán phục. Hắc mẫu đơn vẫn còn lưu luyến nhìn theo tiểu nhị cầm bức họa kia rời đi. Nàng còn chưa ngắm đủ mà, còn chưa nhìn kỹ mà, bức họa đã bị lấy đi rồi. Bút than khó dùng, đen hết cả tay, như hữu đạo vào trong rửa sạch, đi ra ngoài, thấy nàng vẫn đang ngẩn ngơ cười ha ha xem ra ngươi rất thích bức tranh này chính hắn cũng đoán là nàng sẽ thích mà giờ thấy phản ứng của nàng như vậy càng yên tâm hơn ánh mắt hắc mẫu đơn nhìn hắn trở nên cực kỳ ôn nhu hỏi lại đạo ra cho ta thật sao vẽ ngươi không đưa ngươi thì đưa ai đưa cho lão hùng hay tự ta giữ lại đây hắc mẫu đơn không nói gì đi tới mở niêm phong hũ rượu tiểu nhị đưa tới rót ra chén nâng hai tay mời hắn ta như hữu đạo cầm chén uống rất nghiêm túc hỏi, nếu bức họa này không phải là tặng cho ngươi mà là bán cho ngươi, 10 vạn kim tệ, ngươi có mua không? Hắc mẫu đơn sửng sốt, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, 10 vạn kim tệ ta cũng không có tiền mua. Nếu trong tay dư giả, nhất định sẽ mua. Viên phương bĩu môi, cảm thấy hắc mẫu đơn đang nịnh hót. Bức tranh đẹp đẽ quý giá thật đấy nhưng có ai sẽ bỏ ra 10 vạn kim tệ mua nó chứ? Có mà hỏng đầu rồi, 10 viên kim tệ có lẽ gã còn suy tính một chút, chứ 10 vạn thì không thể dường như đã hiểu lúc nãy nghiêu hữu đạo nói kiếm tiền là có ý gì nghi hoặc hỏi đạo gia người muốn vẽ tranh kiếm tiền sao vẽ tranh kiếm tiền nghiêu hữu đạo buồn cười nếu vẽ có thể đổi ý của hầu tử và lão hùng nếu vẽ có thể khiến cho tống ra xóa bỏ cừu hận nếu vẽ có thể giải quyết tất cả phiền phức hắn ta cũng không ngại nhưng vật này chỉ có thể để cho người ta hào hứng tò mò một lúc mà thôi đồ để ngắm vẫn cứ là đồ để ngắm đối mặt với lợi ích một bức họa chưa chắc đã đủ mê hoặc bằng một bát cơm chỉ lắc đầu cười đáp ta không bán nghệ đâu tiểu nhị khách sạn vừa ra khỏi vừa bước nhanh ra đại sảnh khách sạn chạy thẳng vào trong quầy trưởng quỹ ngài xem một chút cái gì trưởng quỹ nghi hoặc nhìn bức tranh tới khi nhìn rõ bên trong cũng sửng sốt hỏi đây là hắc mẫu đơn sao vừa nhìn đã nhận ra vẽ ai căn bản là vì vẽ quá giống thật hoàn toàn không giống tranh thủy mặc thể hiên ý cảnh mông lung không sai tiểu nhị gật gật đầu trưởng quỹ cầm bức họa lên hai mắt sáng ngời tỉ mỉ ngắm kỹ tấm tắc khen hỏi, phương pháp vẽ gì đây? Từ đâu thế, là bức tranh vị khách trong phòng chữ ất vẽ tặng hắc mẫu đơn. Khi ta vào đưa rượu đã tận mắt nhìn thấy, người ta cầm than củi làm bút, loạt soạt vẽ trên giấy. Gã tiểu nhị tả lại tỉ mỉ những gì mình đã thấy, nói rõ là vị khách kia bảo mình đem tranh đi bồi cứng. Gã hỏi thử, có nên đưa thứ này cho người đằng sau xem không? Hai mắt trưởng quỹ lấp lóe, cẩn thận cuốn bước vẽ lên, chuyện này không cần vội. Người trông coi ở đây, ta đi gặp tổng quản. Được, tiểu nhị gật đầu, trưởng quỹ cầm bức họa tức tốc rời khỏi quầy hàng bước nhanh tới pháo đài đằng sau khách sạn. Trong lâm viên, Hoàng Ân Bình cùng sư đệ thôi viễn cẩn thận quan sát tứ phía tìm kiếm mục tiêu. Ở quầy có sổ ghi số phòng, nhưng hai người không dám hỏi. Hỏi người ta cũng không nói, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Tìm thật lâu vẫn không có manh mối gì, hai người cũng không thể đi gõ cửa từng phòng. Nếu làm vậy, chỉ sợ sẽ bị khách sạn yêu nguyệt chú ý tới mục tiêu sẽ phải đi ra ngoài hai người đang muốn đến cửa khách sạn ôm cây đợi thỏ đột nhiên thôi viễn huyết vào cánh tay hoàng ân bình hoàng ân bình nhìn theo hướng gã chỉ qua bình phong bằng gỗ họ thấy lôi tông khang đi ra từ một gian phòng trên lầu đối diện lại mở cửa tiến vào một gian phòng sát phách đi đi tìm đi hoàng ân bình ghi nhớ gian phòng thấp giọng thì thầm thôi viễn kéo lại sư huynh tìm đến cửa như thế không ổn đâu không phải sư thúc không cho đánh rắn động cỏ sao Hoàng Ân Bình nhìn chằm chằm gian phòng kia, nếu bọn họ ôm đùi người kia, sẽ không đến mức không biết cả phép lịch sự tối thiểu, không gõ cửa đã vào. Chắc chính chủ không có trong phòng, vừa vặn đi tìm gã xác nhận chút tin tức. Thôi viễn gật gật đầu chấp nhận cách giải thích này. Hai người ra khỏi Lâm Viên, lên lầu đối diện, chú ý bốn phía, tới gần cánh cửa phòng mà Lôi Tông Khang vừa biến mất kia. Hai người chậm rãi tiếp cận, thừa dịp bốn phía không ai chú ý, Hoàng Ân Bình đột nhiên mở cửa lách vào thôi viễn cũng đi vào theo rồi vội vàng đóng cửa lại trong phòng lôi tông khang đang bối rối đứng trước cửa sổ khá lo lắng về quyết định của hắc mẫu đơn hôm nay hành vi của vị đạo gia kia khi đi dạo trong thành không giống người có kiến thức cũng chẳng giống người có bối cảnh tối qua thuê thêm ba gian phòng gã cùng đoạn hổ ngô tam lưỡng ba người dư ra một người nên một mình gã ở một phòng cô nam quả nữ ở chung phòng với hắc mẫu đơn cũng không hợp vừa nãy gã sang phòng đoạn hổ và ngô tam lưỡng nói chuyện này với ba người sau một buổi tiếp xúc, hai người kia cũng cảm thấy vị đạo gia này không giống người có bối cảnh lớn, nhưng cả hai vẫn quyết định tin tưởng Hắc Mẫu Đơn. Mọi người đi cùng nhau bao năm rồi, hiểu rõ nhau, họ tin Hắc Mẫu Đơn sẽ không làm hại mình. Vốn ý định ban đầu của Lôi Tông Khang là khuyên Ngô Tam Lưỡng và Đoạn Hổ cùng mình khuyên nhủ Hắc Mẫu Đơn, có một số việc, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chờ tới lúc hãm sâu rồi hối cũng muộn. Kết quả, thái độ của hai người này khiến cho gã khá thất vọng. Mấy người ở cùng nhau nhiều năm rồi, không thể lúc nào chuyện gì cũng nhất trí hoàn toàn, bình thường mỗi khi có chuyện gì mỗi người có ý kiến khác nhau thì đều để số ít phục tùng số nhiều. Nếu thái độ của Ngô Tam Lưỡng và Đoạn Hổ đã như vậy, gã cũng không thể nói gì thêm. chương 188, loại bỏ cấm chế 1. Không phải gã không tin hắc mẫu đơn, mà gã đang nghĩ, không biết mọi người quyết định như vậy có phải quá lỗ mãng rồi không? Đột nhiên có tiếng mở cửa, lôi tông khang còn tưởng là mấy người đoạn hổ, quay sang, thấy người, sửng sốt. Không chờ gã mở miệng, Hoàng Ân Bình đã đưa tay suyệt lại, duy trì một khoảng cách nhất định với gã, thể hiện mình không có ác ý, cũng thì thầm thanh minh, lôi tông khang, chúng ta không giải đến mức làm sằng làm bậy ở khách sạn yêu nguyệt. Lôi tông khang cực kỳ nghi ngờ, Hoàng gia và thôi ra đột nhiên quang lâm, không biết có điều gì chỉ giáo. Hoàng Ân Bình đáp, không có gì, chỉ là có vài chuyện muốn hỏi ngươi một chút thôi. Tuy đối phương đã bày ra thái độ không có gì ác ý, nhưng lôi tông khang vẫn không dám tới gần, nghi ngờ nói hoàng gia cứ nói đừng ngại nghe nói các ngươi đã tìm được người đề cử đảm bảo lôi tông khang cười gượng việc này có chút hiểu lầm không phải như bên ngoài thấy đâu hắn ta vẫn chưa đồng ý đề cử hay đảm bảo gì người kia tên gì lôi tông khang không biết vì sao hoàng ân bình quan tâm tới điều này nhưng nói ra chắc cũng không sao bèn đáp hiên viên đảo hiên viên đảo đảo hoàng ân bình lẩm bẩm cùng thôi viễn nhìn nhau ánh mắt có vẻ thâm ý lại tiếp tục hỏi có biết hắn ta đến từ môn phái nào không lôi tông khang lắc đầu không biết hoàng gia không phải ta gạt ngài nhưng hắn ta không tiết lộ tí thông tin gì về lai lịch của mình chúng ta cũng không biết rõ lại cùng thôi viễn nhìn nhau một cái hoàng ân bình chậm rãi đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh chậm rãi thở dài ta thấy mấy người các ngươi sống lâu quá phát chán rồi lại dám đối nghịch với lưu tiên tông chúng ta lôi tông khang kinh ngạc hoàng gia sao lại nói lời ấy có khi nào chúng ta dám không cung kính với Lưu Tiên Tông các ngài? Chúng ta chưa từng đối nghịch mà, ngươi thực sự không biết lai lịch của người kia hay giả vờ không biết. Lôi Tông Khang cảm giác lời nói của đối phương có thâm ý, bèn đáp thực sự không biết. Hoàng gia có gì chỉ giáo sao? Người này không phải là hiên viên đạo gì hết. Hiên viên đạo là tên giả, tên thật hắn ta là Nhiêu Hữu Đạo, thân phận thực sự là kẻ bị Thượng Thanh Tông nước Yến từ bỏ, đã giết tôn tử của đình úy đại nhân nước Yến. Hoàng Ân Bình kể hết mọi bất lợi của Ngưu Hữu Đạo gia, từ chuyện hắn ta giết Tống Diễn Thanh đến chuyện hắn ta giết đệ tử Lưu Tử Ngư của Lưu Tiên Tông, lại tới chuyện giết Tống Long, vân vân. Nói xong, y hỏi ngược lại, các ngươi ở chung với hắn ta, không phải muốn đối nghịch với Lưu Tiên Tông chúng ta thì là gì? Lôi Tông Khang nghe mà hãi hùng khiếp phía, chẳng trách gã cảm thấy đạo gia kia có gì đó không bình thường. Nếu hoàng gia nói là thật, thì coi như mình đối nghịch với Lưu Tiên Tông thật rồi. Mà bọn họ làm sao chọc vào Lưu Tiên Tông được? gã vội hỏi việc này thực sự chúng ta không biết thực ra chúng ta và hắn ta không có bất kỳ quan hệ gì gã cường điệu kể lại chuyện đồng ý đi theo cuối cùng khẳng định hoàng gia yên tâm ta sẽ lập tức nói chuyện với mấy người hắc mẫu đơn lập tức thoát ly quan hệ với hắn ta chúng ta tuyệt đối không dám đối nghịch với lưu tiên tông hoàng ân bình cười lạnh cuốn vào chuyện này do các ngươi nói vào thì vào nói lùi là lùi hả thực đúng là khi tuyệt vọng cái gì cũng chấp nhận thử các ngươi không thử nghĩ một chút xem chuyện sứ thần nước yến lớn bằng nào nước yến có thể buông tha cho hắn sao ngay cả dung bình quận vương thương triều tông cũng phải tìm cách đuổi hắn ta đi các ngươi thì giỏi rồi còn dám chạy tới tập hợp quanh hắn ta không sợ chết thật à lôi tông khang toát mồ hôi lạnh hoàng gia hoàng ân bình giơ tay chặn lại ta đã tìm đến tận cửa đây nếu có thể ngồi xuống cùng ngươi bàn luận việc này sẽ không liên lụy ngươi và ta không thù không oán huống hồ ngươi cũng chỉ mới quen người ta vẫn chưa làm gì ta cũng không nhất thiết phải làm khó ngươi. Nhưng việc này không thể chỉ dừng lại ở ngươi nói đi là xong. Lôi Tông Khang vội vàng tiến tới chắp tay, hoàng gia, mong ngài chỉ điểm sai lầm. Hoàng ân bình lạnh nhạt đáp, ngươi cũng biết quy định ở trích tinh thành rồi đấy. Hắn ta là khách mời ở khách sạn yêu nguyệt này, chúng ta không tiện làm loạn. Chúng ta cũng không muốn đánh rắn động cỏ khiến người ta chú ý đến, hiểu chưa? Lôi Tông Khang hơi sừng sốt, cho tình ngộ hiểu rõ. Đây là họ đang muốn mình hỗ trợ theo dõi, nên mới gật đầu đồng ý hoàng gia yên tâm ta sẽ lập tức thông báo cho mấy người đồng bọn ra sức vì lưu tiên tông lấy công chuộc tội hoàng ân bình xua tay hắc mẫu đơn sẽ không đồng ý chuyện này đâu cũng không biết hắn ta cho nàng ta ăn thứ thuốc mê gì nữa kẻ này rất xảo trá chỉ cần xem hắn ta có thể trốn được uy hiếp của kẻ sát cũng biết rồi ta cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn việc này ngươi biết là được tạm thời không nên để cho bọn hắc mẫu đơn biết càng nhiều người biết càng dễ bị phát hiện Ngươi yên tâm, không phải làm không công đâu, chuyện thành rồi ta sẽ dẫn tiến đảm bảo các ngươi với sư môn, còn có thể thành hay không vì phải xem vào vận may của ngươi. Lôi Tông Khang lặng lẽ gật đầu, gã cũng không quá hy vọng Hoàng Ân Bình sẽ dẫn tiến đảm bảo cho mình, có thì tốt, không thì cũng chẳng thể bắt ép được người ta, căn bản là gã cũng không coi trọng nghiêu hữu đạo, huống chi, dính dáng đến hắn ta còn có thể kéo họa sát thân đến cho mọi người. Xem thái độ của mấy người hắc mẫu đơn, gã cũng lo lắng đến hậu quả nếu báo cho mấy người đó không phải không có khả năng mấy người hắc mẫu đơn sẽ vẫn u mê không chịu tỉnh vạn nhất họ tiết lộ cho nghiêu hữu đạo sợ là lưu tiên tông sẽ không bỏ qua bây giờ xem ra biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là để cho mọi chuyện thành ván đã đóng thuyền rồi mới nói tuy khi ấy sẽ không dễ giải thích nhưng mọi người cũng hiểu được là gã muốn tốt cho tất cả thôi gã đang làm vì mọi người cùng lắm thì tức giận một chút là thôi thấy gã đồng ý hoàng ân bình vui vẻ cười hỏi vậy quyết định thế nhé Lôi Tông Khang lại yên lặng gật gật đầu, thấy gã âm trầm, Hoàng Ân Bình bước tới trước mặt gã, nhấn mạnh từng chữ một, không phải chỉ có Lưu Tiên Tông ta muốn thu thập hắn ta, còn có cả triều đình Đại Yến, người tự cân nhắc xem các người có thể ngăn sao. Nghiêu Hữu Đạo chỉ là một con chó mất chủ, ăn bữa nay lo bữa mai, cũng chỉ có thể lừa gạt mấy tán tu các ngươi thôi. Đi theo hắn ta, hậu quả thế nào không cần ta nhiều lời. Ngươi tuyệt đối đừng có lừa ta. Lôi Tông Khang chắp tay thể hiện rõ thái độ, hoàng gia yên tâm, ta biết nên làm thế nào. được, ta cũng không cần phải dạy ngươi làm thế nào để liên hệ với Lưu Tiên Tông. Hoàng Ân bình vỗ vỗ vai gã rồi lập tức rời đi, không dám ở lại đây lâu, sợ có người nhìn thấy. trong phòng chỉ còn lại mình Lôi Tông Khang đang thở dài. đùng đùng đùng, tiếng va chạm nặng nề từ trong nhà truyền ra khiến cho mấy tên tùy tùng trong viện của Hải Như Nguyệt hơi sừng sốt. lập tức có người chạy đến đóng chặt cửa phòng lớn gắt gao nhìn chầm chầm cánh cửa. trong phòng, Viên Cương chỉ mặc quần lót toàn thân để trần. Trên xà nhà có treo một sợi dây thừng lơ lửng, đầu kia buộc một cây gỗ. Ngụy Đa đẩy cây gỗ va chạm mạnh mẽ vào cơ thể Viên Cương. Đáng lẽ không cần phải khó khăn như thế, nhưng người của phủ thứ sử sợ bọn họ chạy trốn nên hạ cấm chế lên Ngụy Đa. Ngụy Đa không thể sử dụng tu vi, nếu không, chỉ cần một cây côn gỗ gã cũng có thể giúp Viên Cương luyện công, cần gì phải phiền toái như thế. Cửa vừa mở ra, hai người trong phòng cũng dừng lại nhìn ra. Hải Như Nguyệt đứng trong sân cũng nhìn rõ tình cảnh bên trong, khá hoảng hốt. Viên cương kia vốn cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn nhìn cực kỳ khỏe mạnh, toàn thân như tạc bằng đá. Vóc người này đủ để tạo nên xung kích thị giác không gì sánh được với một nữ nhân từng trải. chương 189, loại bỏ cấm chế 2. Hải Như Nguyệt chưa từng gặp nam nhân nào có vóc người như vậy. Khi thị sát quân doanh bà ta cũng có từng gặp vài vũ phu để trần cánh tay cường tráng, nhưng chỉ là cường tráng thôi, còn cảnh tượng trước mắt thì thực giật mình bà ta không thể ngờ được vóc người một người đàn ông có thể lớn như thế ở trần cứng đối cứng với gậy gỗ có thể hình dung được người đàn ông này khỏe cỡ nào thấy viên cương trong phòng không mặc quần áo ngại hải như nguyệt là nữ nhi hai người vừa mở cửa vội vàng đóng lại đóng cửa lại cũng vô dụng có một vài thứ chỉ cần một giây thôi cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc tư thái kia của viên cương đã khắc sâu trong đầu hải như nguyệt chậm rãi xoay người hải như nguyệt từ từ hít sâu một hơi lại chậm chậm thở ra muốn xua đi cái bóng trong đầu bà đang bận việc ở ngoài quán lưu phương nghĩ tới vị ở đây bèn tiện đường rẽ vào thăm một chút không ngờ lại thấy màn này lát sau cửa phòng lớn lại mở ra viên cương đã mặc xong quần áo đi ra ngoài cùng ngụy đa tới trước mặt hải như nguyệt viên cương không hành lễ chỉ lạnh lùng hỏi rốt cuộc muốn giam chúng ta đến khi nào hải như nguyệt xoay người nhìn về phía hắn ta mỉm cười nói hẳn ngươi phải biết đây không phải ý của ta đúng rồi Thuận tiện báo cho người một tin tốt, bên thương chiều tông kia đánh không tệ, nếu vậy, không bao lâu nữa sẽ có thể chiếm toàn bộ quận Thanh Sơn. Không biết phiên cương có hiểu không, chỉ hỏi có tin gì của đạo gia không? Đến giờ vẫn không có, ta không muốn ảnh hưởng đến hòa khí, thả chúng ta ra đi. Xảy ra chuyện gì không cần bà chịu trách nhiệm, hải như nguyệt xoay người bỏ đi, nhàn nhạt bỏ lại một câu, vị huynh đệ này rất hoang dã, vẫn nên khống chế một thân man lực của hắn ta một chút, tránh khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bà vừa dứt lời, lập tức có một tu sĩ xẹt ra điểm huyệt bụp bụp lên người Viên Cương, hạ xuống một cấm chế khác. Viên Cương cứng rắn chịu đựng không phản kháng, vì hắn ta biết có phản kháng cũng vô dụng, mãi đến tận khi thấy đoàn người kia đi hết mới chậm rãi xoay người. Khi hắn ta xoay, thân hình hơi lảo đảo như đứng không vững, cảm giác như toàn thân mềm nhũn ra không còn tí sức nào. Ngụy Đa biết hắn ta bị điểm huyệt rút sức, vội chạy lại đỡ hắn ta vào trong phòng. Vừa vào trong phòng, viên cương bức bối không thở được khó khăn đẩy gã ra, yếu ớt nói, đóng cửa. Ngụy đa vội đóng cửa, quay đầu lại, chỉ thấy viên cương đã kéo quần áo trên người, lộ dây xích ra. Hắn ta tách hai chân, hạ thân lảo đảo thực hiện thế trung bình tấn, lúc nào cũng có thể ngã. Hắn ta nắm chặt tay, chậm chậm kéo vào eo, mắt nhìn thẳng, thở ra một hơi, lại hít sâu một hơi, cứ thế lặp đi lặp lại. Dần dần, Ngụy đa trợn tròn hai mắt phát hiện hơi thở của viên cương càng ngày càng lớn, gã đã từng thấy điều này rồi nhưng thứ gã chưa từng thấy là hơi thở viên cương thở ra dường như có xương trắng thời tiết này nhiệt độ này sao lại thở ra khói trắng làn xương trắng nhàn nhạt từ mũi thở ra lại hút vào qua miệng tuần hoàn không dứt dần dần bụng viên cương trướng lớn lên như một quả cầu quả cầu lớn dần bắt đầu lăn lên lăn xuống bụng hắn ta theo từng nhịp thở ra hít vào thở càng lâu hình cầu di động ở bụng càng chậm như thế đang bị thứ gì ngăn lại đột nhiên ngụy đa nhìn chằm chằm vào viên cương phát hiện cơ thể hắn ta thay đổi toàn thân hiện các nốt ban hồng ban đầu ban hồng chỉ lốm đốm nho nhỏ dần dần to hơn cũng càng lúc càng đỏ hơn như có thứ gì đó chặn lại khiến cho từng khối từng khối màu máu ứ lại ngụy đa lập tức nhận ra vị trí của các khối màu máu đều là các huyệt vị trên cơ thể chính là các huyệt vị lúc trước viên cương bị điểm nơi tụ máu dần nhô cao lên đỏ ối bụp một tiếng một viên máu nhô lên đột nhiên sụp xuống vết máu tụ nhanh chóng thu nhỏ lại như chảy vào trong. Bụp, 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 liên tiếp các tiếng nổ vang lên, từng bọc máu dưới da viên cương sụp xuống, từng đốm máu nhỏ lại, nhạt đi rồi biến mất như đóa hoa tàn. Khi các đốm màu máu trên cơ thể viên cương hoàn toàn biến mất, hắn ta hít sâu một hơi, hít toàn bộ luồng hơi màu trắng nhạt vào bụng. Hô, đột nhiên hai nắm đấm bên eo viên cương bắn ra như lôi đình xé gió vùn vụt, gân xanh trên hai bắp thịt lồi lên, chấn lên một lớp xương mỏng. Ngụy đa chấn kinh. Rốt cuộc cái tên này luyện thứ công phu dã man nào thế? Lại có thể dùng ra thịt thân thể mở ra cấm chế. Rất rõ ràng, sức mạnh hai quyền này đánh ra đã nói rõ tất cả, nào còn dáng vẻ đứng không vững vừa rồi nữa. Hắn ta đã giải được huyệt đạo, đứng dậy, viên cương khôi phục hơi thở, nhìn hai quyền đang nắm chặt, cảm giác khí lực lại tràn trề. Không chỉ có sức mạnh, hắn ta cảm giác hình như ngạnh khí công của mình lại tiến bộ không ít. Tình huống này chính hắn ta cũng bất ngờ vừa nãy chẳng qua hắn ta cảm thấy sau khi bị điểm huyệt khó thở không thoải mái cực kỳ khó chịu muốn phát tiết bèn dùng các luyện hô hấp của mình cứng rắn luyện một hồi không ngờ lại có hiệu quả này có thể giải được điểm huyệt hắn ta mơ hồ cảm giác được kích thích vừa rồi không có hại gì với việc tu luyện ngạnh khí công của mình trái lại còn có tác dụng thúc đẩy chỉ là không có ai nói với hắn ta phải tận dụng thế nào ngụy đa cũng nhìn chằm chằm hai tay mình không nói được gì đường đường là một tu sĩ trúc cơ kỳ bị điểm huyệt cấm chế chẳng thể làm gì, còn không bằng một vũ phu luyện công phu ra thịt. Phải nói thế nào đây? Viên cương nhặt quần áo lên mặc lại, quay lại hỏi có phải họ có dặn, có nhu cầu gì cứ nói không? Phải, Ngụy Đa gật đầu, à nhưng, nhưng vấn đề là, là, chúng ta phải thành thật, thành thật, ở, ở đây, chuyện khác, ăn uống, chơi một chút, đều, đều được, thỏa, thỏa mãn, gã cố lắm mới vừa nói vừa lắc đầu nói được hết câu. Viên cương lạnh nhạt nói, ta muốn mua ít đồ chơi, tìm chút giấy bút đến. Ta sẽ ghi danh sách cho họ. Như hữu đạo chắp tay đứng trước cửa sổ, ánh mắt sâu thăm thẳm và xa xăm không biết đang nghĩ gì. Viên phương ôm giấy cầm bút than chỉ quay sang vẽ ấm trà. Vẽ xong đáng bị chó gặm, hắc mẫu đơn cũng trải giấy ra bàn cầm bút than chỉ vẽ vẽ. Vẽ xong, không nhịn được mà cười một mình. Đột nhiên hai người có nhã hứng này vì viên phương đã hỏi như hữu đạo có thể dạy mình vẽ không. Có gì mà không được, Nghiêu hữu đạo chỉ cái ấm, bảo gã cầm bút vẽ đi. Chỉ một câu thôi, vẽ nhiều khắc đẹp, viên phương hào hứng chơi, hắc mẫu đơn cũng không nhịn được thử theo, vậy nên mới có cảnh này. Cộc cộc, có tiếng gõ cửa, nghiêu hữu đạo cao giọng nói vọng ra, mời vào. Một người đẩy cửa đi vào, viên phương và hắc mẫu đơn quay sang nhìn mà sửng sốt. Họ còn tưởng là tiểu nhị của khách sạn hoặc bọn đoạn hổ, ai ngờ người đi vào lại là trưởng quỹ. Trưởng quỹ cười rạng rỡ cầm một quyển trục trong tay, liếc nhìn quanh phòng, bước nhanh tới chỗ viên phương và hắc mẫu đơn đang vẽ, thấy vô cùng thê thảm mời cười ha ha nói, mấy vị khách quý đều đang bận nhỉ. Hắc mẫu đơn kinh ngạc hỏi, trưởng quý, sao ông lại tới đây? Nghiêu hữu đạo đứng quay lưng lại nhìn ra cửa sổ nghe được hơi nhếch mép lên. Trưởng quỹ lấy quyển trục trong tay ra, nhìn Nghiêu hữu đạo, cười ha ha, không phải hiên viên tiên sinh dặn tiểu nhị đi bồi tranh sao? Tranh bồi xong rồi, vừa vặn tiểu nhị bận rộn nên ta đưa tới thay. Lúc này Nghiêu hữu đạo mới quay lại, bình tĩnh nói vậy đã làm phiền trưởng quỹ rồi ông cứ ghi sổ tiền bồi tranh đi sau này khi trả tiền phòng ta sẽ trả cùng luôn không quan trọng không quan trọng trưởng quỹ cười ha ha dâng quyển trục lên tranh bồi xong rồi hiên viên tiên sinh xem thử xem có hài lòng chưa nghiêu hữu đạo nhận tranh mở ra xem thử kiểm tra một chút gật đầu không tệ hắn ta đưa sang cho hắc mẫu đơn xong rồi đó hắc mẫu đơn không thể chờ được đưa tay nhận rồi mở ra dịu dàng chân quý ngắm nhìn bức họa khó mà rời mắt viên phương cũng tới gần thưởng tranh lại chật chật suýt xoa nghiêu hữu đạo quay lại thấy trưởng quý vẫn đứng đó có vẻ không định rời đi kinh ngạc hỏi trưởng quý có việc gì sao ha ha đúng là có chút việc a à, chỉ là không biết mở miệng thế nào trưởng quý cười rụt rè có việc gì cứ nói đừng ngại chương 190, trăm chín toa viễn lệ được trưởng quý hơi cong tay nhìn sang bức tranh trong tay hắc mẫu đơn theo quy định khách sạn yêu nguyệt không được quấy giày khách nhưng mà quả thực bức vẽ của hiên viên tiên sinh quá lạ lắm nên mới muốn nhờ tiên sinh vẽ thêm một bức không biết ý tiên sinh thế nào hắc mẫu đơn đang ngắm bức tranh trong tay kích động ngẩng phát đầu lên hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm trưởng quý Nghiêu hữu đạo do dự một chút rồi lắc đầu chỉ sợ sẽ khiến trưởng quý thất vọng thôi ta không quen vẽ cho người lạ nghe vậy sắc mặt hắc mẫu đơn có vẻ nóng ruột cuốn bức tranh lại chậm rãi đi tới bên cạnh nghiêu hữu đạo trừng mắt nhìn hắn nhắc nhở à Trưởng quỹ lặng ra mất một lúc mới cười nói, không để tiên sinh phải vẽ không công đâu, có thù lao. Cứ như thể không thấy hắc mẫu đơn đang liều mạng nhắc mình, như hiểu đạo lại khéo léo từ chối, trưởng quỹ, nếu không có việc gì khác, ta không tiến nữa, ta đang bận chút. Hắc mẫu đơn không nhịn được mà lên tiếng, đạo ra, trưởng quỹ đã tự mình tới đây, là có thành ý, ngài có thể ngoại lệ một lần chứ. Trưởng quỹ nhìn sang hắc mẫu đơn, như nhận ra điều gì, cười ha ha nói, là người hiểu chuyện, tiên sinh không ngại cân nhắc ý kiến của hắc mẫu đơn một chút. Nghiêu hữu đạo, không cần, tiễn khách, viên phương lập tức đưa tay mời, xin mời. Hắc mẫu đơn gấp muốn dậm chân, trưởng quỹ đã xác nhận suy đoán của nàng, cơ hội tốt thế này làm sao bỏ qua được. Nàng muốn khuyên bảo thêm nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Nghiêu hữu đạo ngăn lại. Trưởng quỹ không vội đi ngay mà hỏi ngược lại, lẽ nào hiên viên tiên sinh không muốn biết là vẽ tranh cho ai sao? Nghiêu hữu đạo lạnh nhạt đáp, trưởng quỹ, vẽ tranh cho ai không quan trọng, khách sạn yêu nguyệt có quy định của khách sạn yêu nguyệt ta cũng có quy tắc của ta vẫn là mời ông đi cho lần này đến lượt trưởng quỹ không bình tĩnh được nữa bên trên đã giao việc xuống làm không xong sẽ mệt lắm ông ta chắp tay nói hiên viên tiên sinh bị nhân thành ý mời tiên sinh có điều kiện gì cứ việc nói tất cả đều có thể thương lượng nghiêu hữu đạo tỏ vẻ bực mình vì bị dây dưa quá lâu bảo ta vẽ cũng được nhưng 10 vạn kim tệ một bước đấy người tự cân nhắc đi viên phương chấp chấp mắt cùng hắc mẫu đơn nhìn nhau. Trưởng quỹ không nói gì, một bức tranh thôi, 10 vạn kim tệ. Làm sao, đắt quá hả, như hữu đạo xòe hai tay ra, vậy không còn cách nào nữa rồi, cũng còn hơn khách sạn của các người đó, ở một ngày hết 10 kim tệ, không có cửa mặc cả. Chưa từng thấy ai chém cổ người ta như thế, trưởng quỹ bừng bừng lửa giận, nhưng vì đang có việc cầu người, không thể đắc tội, chỉ đành cười khan, nếu vậy cho phép ta về hỏi một chút. Như hữu đạo đưa tay mời, trưởng quỹ chắp tay cáo từ. Trưởng quỹ đi rồi, hắc mẫu đơn vội nói, đạo gia, có thể để trưởng quỹ tự mình chạy tới cầu một bức tranh, chắc chắn là nhân vật có máu mặt sau lưng khách sạn rồi. Nghiêu hiểu đạo chỉ à một tiếng, lạnh nhạt hỏi, chẳng lẽ có thể là thành chủ trích tinh thành toa huyễn lệ sao? Hắc mẫu đơn gật đầu liên tục, đạo gia, cực kỳ có thể đấy, mà dù có không phải, dù cho các nhân viên quản sự khác trong thành có được thứ đẹp thế này cũng sẽ không giấu riêng mà nhất định toa huyễn lệ sẽ biết. Đạo gia thử ngẫm lại xem, nếu có thể vì vẽ một bức tranh mà kết được giao tình với toa huyễn lệ, sau này, thiên hạ này có mấy ai dám không nể mặt ngài vài phần. Nghiêu hữu đạo liếc nhìn nàng, nhận ra, nhân vật tầng lớp thấp chỉ nghĩ được con đường của nhân vật tầng lớp thấp thôi, có rất nhiều chuyện họ nghĩ rằng nó dễ dàng đến mức đương nhiên, cũng quá mức ngây thơ. Người vừa quyền vừa quý như toa huyễn lệ, gọi họa sĩ gọi cái là đến thì đáng cái dám gì. Nàng thực sự cho rằng chỉ vẽ một bức tranh là có thể leo lên kết bạn với người ta sao. Lùi 10 bước mà nói, nếu người ta miến cưỡng muốn ép người vẽ, người dám không vẽ sao? Hắn hỏi thử hắc mẫu đơn, người như toa huyễn lệ chẳng lẽ không quen một vài cao thủ cầm kỳ thư họa sao? Phỏng chừng nàng ta gặp rất nhiều cao nhân đủ các lĩnh vực rồi, những người này có thể có quan hệ gì với toa huyễn lệ sao? Có thể có, nhưng tuyệt đối không phải chỉ một bức tranh là kết được. Nguyên nhân có thể kết được quan hệ tuyệt đối là thứ nằm ngoài bức tranh, hoặc là vì thân phận địa vị, hoặc là vì thân cận với người ta, tuyệt đối không phải chỉ vì một bức tranh. Ai dám cho rằng vẽ cho tòa huyến lệ một bức tranh là có thể mượn danh tòa huyến lệ thì là tự đi kiếm phiền phức cho mình rồi. Chuyện liên quan đến tòa huyến lệ sẽ lập tức có người đến thử nông sâu, thử xem người có quan hệ thế nào với tòa huyến lệ. Mặt mũi có hai loại, một loại mặt mũi có thể xử lý phiền phức, một loại khác có thể được người ta ước ao khen tặng rồi nhờ đó mà kiếm chút lợi ích. Người trước là mặt mũi thật, có thực lực và khả năng chống đỡ, người sau là hư, chỉ là tự mình lừa mình, sẽ không kéo dài được bao lâu, gặp chuyện lập tức sẽ lộ nguyên hình người trong thiên hạ sẽ không sợ ngươi vì ngươi đã vẽ một bức họa cho toa huyễn lệ đâu. Hắc mẫu đơn còn chưa nhìn được xa như thế, hiện giờ giải thích chuyện này với nàng quá phí công. Như hiểu đạo cũng lời nói gì, chỉ lạnh nhạt nói, nếu đúng là toa huyễn lệ, kiếm ít tiền gặp một lần là được rồi, cái khác tạm thời không nên nghĩ nhiều hơn. Hắc mẫu đơn đau lòng không biết nói gì hơn, toa huyễn lệ đó là cháu ngoại của La Thu một trong chín đại trí tôn trong thiên hạ đó. Cơ hội tốt như vậy, bao nhiêu người muốn trèo cũng không lên nổi, sao ngươi lai like không coi là chuyện gì to tát nàng không tin chỗ dựa của vị đạo gia này có thể cao bằng la thu trưởng quỹ đi qua cổng vòm ra đằng sau khách sạn bước nhanh lên từng bậc thang tới một hoa viên rực rỡ như gấm một ông lão áo xanh đang cầm kéo sửa một bồn hoa cỡ lớn thi thoảng lùi lại vài bước xa xa ngắm nhìn tổng thể phát hiện có chỗ không thích hợp lại cắt thêm vài nhát người này chính là chủ quan phủ thành chủ trích tinh thành hướng minh trưởng quỹ tiến tới cung kính hành lễ tổng quản hướng minh không quay đầu lại vẫn nhìn chằm chằm bồn hoa đánh giá, đáp người đưa người đến gặp tiểu thư đi. Trưởng quỹ toát mồ hôi đáp, tổng quản, người kia không chịu đến. Hướng ninh quay lại hỏi, vì sao không đến? Trưởng quỹ cười khổ, hắn nói không vẽ cho người lạ. Tiểu nhân vai mời mãi hắn mới nói ra điều kiện, một bức họa giá 10 vạn kim tệ. a à, há miệng to thật đấy. Hướng ninh người cười nhưng trong không cười nhận xét vậy, phất phất tay, tiểu thư thích mà, đành chịu thôi, 10 vạn thì 10 vạn đi. Chuyện tiền nong không nên để cho tiểu thư biết, mời tới đi, vâng, trường quỹ đáp lại, thầm chắt lưỡi, ông ta đang định xoay người ra về, hướng minh lại nhàn nhạt bổ sung thêm một câu, người nhất định phải theo dõi chặt nhất cử nhất động của người này, chịu khó tới báo lại chút. Trường quỹ sừng sốt một chút, chẳng lẽ tổng quản cảm thấy hắn có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì không thì ta không biết, tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vẫn luôn có vài kẻ điếc không sợ súng muốn tìm đủ cách tiếp cận tiểu thư. Vẽ một bức họa cũng vừa vặn có thể gặp mặt. Hướng ninh nhàn nhạt trả lời, không hề có cảm xúc gì, kéo lại động xoành xoạch. Vâng, tiểu nhân đã rõ, trưởng quỹ đam chiêu khom người bước nhanh đi. Không bao lâu sau, ông ta đi tới ngoài cửa phòng nhưu hữu đạo, lại gõ cửa lần thứ hai. Ha ha, hiên viên tiên sinh, người muốn vẽ đã đồng ý mức thù lao 10 vạn kim tệ rồi. Trưởng quỹ đi vào chắp tay báo tin vui, hớn hở chúc mừng phát tài. Hắc mẫu đơn mừng rỡ vội nhìn sang Ngưu hữu đạo, hy vọng hắn đừng có làm gì nữa. Viên phương phấn chấn, 10 vạn kim tệ, ngoan quá, Nghiêu Hữu Đạo quan sát phản ứng của đối phương, nghĩ một lát, buông tiếng thở dài, ta thực không có lý do gì để từ chối nữa. Xin mời, trưởng quỹ đưa tay mời, đồng thời cũng nói với Hắc Mẫu Đơn, người cũng đi cùng đi, thuận tiện đem cả bức họa tới, để người muốn vẽ xem thử có giống không. Chương 191, 10 vạn kim tệ, thấy như Hữu Đạo không từ chối, Hắc Mẫu Đơn bèn đi theo. Mấy người rời phòng, đi tới đằng sau lâm viên, tới bậc thang trước cổng vòm, thủ vệ chỉ cho Ngưu Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn đi vào. Viên Phương gái gãi cổ, gã bị cản lại, không được vào. Tòa pháo đài này lỗng lấy xa hoa, để xây nên một nơi xa hoa như vậy giữa nơi sa mạc thế này, tài lực, vật lực tuyệt không thể thiếu. Nhóm người đi qua hoa viên, đi tới một hiên các. Có người mời họ chờ một lát đi vào thông báo cho chủ nhân. Hắc Mẫu Đơn và trưởng quỹ đều có vẻ hơi câu nệ. Ngưu Hữu Đạo chắp tay chậm rãi nhìn quanh thưởng thức, hiên các mái cong, Dường cột chạm trổ vô cùng tinh mỹ, như hữu đạo chăm chú nhìn các bức chạm trổ, thậm chí còn đưa tay vẽ theo thử, cân nhắc thử xem thợ thủ công đi đao thế nào. Thứ này như chữ mẫu dùng bút lông viết lên vậy, đủ biết người viết huyền chuyển thế nào. Trường quý kia chú ý tới từng cử chỉ của Ngưu Hữu Đạo, thầm nghĩ tên này như kẻ ngốc ấy. Chỉ chốc lát sau, mấy thị nữ hộ tống một nữ tử váy phấn hồng từ cuối hành lang đi tới. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu liếc qua phản ứng của Hắc Mẫu Đơ bà trưởng quý, biết chính chủ đã tới, bèn cẩn thận đánh giá. Người đang tới đúng như hắc mẫu đơn miêu tả, tướng mạo dáng vóc cũng giống, chỉ khác là làn da trắng nón, chỉ nhíu mày một cái cũng có đầy khí chất tao nhã, thần thái ôn hòa. Không sai, người tới chính là thành chủ trích tinh thành toa huyễn lệ. Toa huyễn lệ vừa đến, trưởng quỹ và hắc mẫu đơn cùng chắp tay vào, nhiều hữu đạo bèn ngồi xuống. Toa huyễn lệ giơ tay ra hiệu miễn lễ, chăm chú nhìn hắc mẫu đơn, ôn nhu hỏi, tranh đâu? Ta muốn xem một chút, lập tức có người cầm bức tranh trong tay hắc mẫu đơn mở ra cho nàng ngắm. Toa huyến lệ nhìn tranh lại nhìn hắc mẫu đơn, sau nhiều lần so sánh, chỉ nhẹ nhẹ thở ra một hơi, cực kỳ khéo léo, quả nhiên rất giống. Nàng ngoái đầu nhìn sang Nghiêu Hữu Đạo bên cạnh, nói vậy vị này chính là hiên viên tiên sinh đã vẽ bức tranh này sao? Nghiêu Hữu Đạo quy củ cúi xuống đáp, chính là tại hạ. Toa huyến lệ tò mò hỏi, ta cũng biết chút kỹ thuật vẽ, người dùng phương pháp gì để vẽ vậy? Có kỹ thuật không? Hắc mẫu đơn nhìn đầy chờ mong nàng ta đang lĩnh giáo đó nàng hy vọng nghiêu hữu đạo có thể nắm được cơ hội này để kéo quan hệ nàng thật sự hy vọng nghiêu hữu đạo thành công nước lên thì thuyền lên mà ngoài hiên các tổng quản hướng minh cũng chậm rãi đi vào đứng ở cửa vào không nói gì lẳng lặng quan sát nghiêu hữu đạo cũng không tiện nói với nàng một đống thuật ngữ khó hiểu với người không hiểu có một số thứ càng giải thích càng nhiều nghi vấn chỉ bình tĩnh đáp vẽ chơi thôi không có kỹ thuật gì hắc mẫu đơn thực lòng không biết nói gì nữa cơ hội tốt như vậy mà hắn không biết quý trọng. Toa huyến lệ nhìn theo hắn, cũng không biết là hắn muốn giấu nghề hay thế nào nhưng xem ra có vẻ không muốn nói nhiều, cũng không có vẻ căng thẳng sợ sệt, chỉ trầm ngâm nói tặng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Thủ hứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Bài thơ này là ngươi viết sao? Có ngụ ý gì chăng? Quả thực nghiêu hữu đạo không muốn trả lời, hắn cũng không biết toa huyến lệ muốn hỏi cái gì, là thơ hay là họa, nên chẳng nói cái gì đặc biệt, chỉ bình tĩnh đáp thơ là ngẫu nhiên nghe người khác đọc vẽ tranh xong chỉ nổi hứng bất chợt tiện tay viết lại thôi không có ý gì ồ toa huyến lệ đăm chiêu nàng nhìn ra được hắn hoàn toàn chỉ đáp lấy lệ không muốn nhiều lời với mình bèn nghiêng đầu nhìn quanh các ngươi không thất lễ với tiên sinh chứ không có thành chủ tiên sinh mới tới còn chưa nói gì mọi người xung quanh vội vàng chối tiệt may sao nghiêu hữu đạo giải vây giúp thành chủ không biết có phải đối tượng muốn ta vẽ tranh có phải ngài không nếu phải có phải chúng ta nên bắt đầu rồi không? Toa huyến lệ cũng muốn nhìn thấy tác phẩm sớm, bèn cười nói, được. Nghe theo tiên sinh, đến vội quá, cần chuẩn bị chút đầu nghề. Toa huyến lệ gật đầu, cần muốn cái gì, tiên sinh cứ việc nói. Giấy, giá vẽ, bút than trì, như hữu đạo tỉ mỉ liệt kê tả lại hình dáng và cách chế tạo đồ vẽ. Lập tức có hai người bước nhanh đi chuẩn bị, chẳng mấy chốc, giá vẽ lâm thời mới được ghép thành và giấy bút cũng được đưa tới. Bút than chì không dễ dùng, nhiều hữu đạo phải dùng dao nhỏ sửa lại một chút. Bên này toa huyến lệ chăm chú nhìn, tự mình đi sang một bên quan sát kỹ, rất có vẻ chăm chú học tập. Tất cả chuẩn bị xong, nhiều hữu đạo hỏi, thành chủ, vẽ ở đây sao? Toa huyến lệ xem bức họa trước, biết rằng cần phải có cảnh nền. Nàng cũng là người biết vẽ, biết cần phải có cảnh nền bèn hỏi, vẫn là nghe tiên sinh đi, tiên sinh cảm thấy nên vẽ ở đâu thì vẽ ở đó. Đương nhiên vẽ cho thành chủ không thể qua loa, tại hạ tới đây lần đầu, không biết ở đây có nơi nào có phong cảnh hợp hơn không toa huyến lệ cười nói vậy tiên sinh có thể đi vòng quanh xem một chút chọn nơi nào tiên sinh thấy thích hợp được nghiêu hữu đạo chắp tay lĩnh mệnh đi quanh xem thử ra ngoài hiên cát bắt đầu thong thả đánh giá có thể nói đi tới đâu đánh giá tới đó nhân cơ hội này ngắm thật kỹ phủ thành chủ toa huyến lệ đi theo sau không xa không gần tùy tùng đằng sau bê theo mấy thứ nghiêu hữu đạo cần tổng quản hướng minh vẫn không biến sắc quan sát nghiêu hữu đạo phủ thành chủ dựa vào thế núi mà xây nên cao dần. Như hữu đạo đi lên cao mãi vẫn không tìm được nơi phù hợp, đi tới đâu nhìn chỗ nào cũng lắc đầu. Mãi đến khi lên lầu các cao nhất phủ, hắn đi tới bên lan can sân thượng phóng tầm mắt nhìn khắp vào cổ thành, gật gù, xoay người nói, ở đây đi, được không? Toa huyến lệ đáp, được, nghe tiên sinh, người bê đồ dơ lên hỏi xem nên bày ra ở đâu. Ai biết như hữu đại quay lại nhìn một chút, đáp đổi sang bàn vẽ và giấy lớn hơn đi hắn giang tay khua một vòng tả độ lớn nhỏ khuân đồ chạy lâu như vậy ngươi lại không cần người bê đồ không nói nên lời nhưng toa huyễn lệ lại hưng phấn đây là muốn vẽ cho mình một bước thật hoành tráng mà nên khá chờ mong mới đốc thúc đi chuẩn bị đồ như tiên sinh dặn phải mấy tên hạ nhân đáp lại lại vội vàng ôm đồ đi chuẩn bị lần nữa may sao nơi này không thiếu nhân lực lẫn vật lực không bao lâu sau đã chế xong đặt trong đình theo như yêu cầu của ngưu hữu đạo còn toa huyễn lệ Nàng được nghiêu hữu đạo chỉ ra ngoài lầu cát, xuống mấy bậc thang tắm nắng. Quay lưng lại, dựa vào lan can, che mất mấy cảnh quan trọng trong thành, sang trái một chút, không được đứng thẳng, hơi nghiêng sang trái một chút, trách một chút, không được quay thẳng mặt sang đây. Nghiêng đầu sang một chút, mắt không được nhìn xuống, nhìn thẳng, đúng đúng đúng, đúng rồi. Nghiêu hữu đạo liên tiếp chỉnh, tòa huyễn lệ bị chỉ tới chỉ lui mà không hề oán hận. Tình cảnh này khiến cho hắc mẫu đơn thầm toát mồ hôi, chỉ lo nghiêu hữu đạo không cẩn thận khiến người ta tức giận. Không biết nghiêu hữu đạo có lo lắng điều này không? Theo như kinh nghiệm từ kiếp trước của hắn, khi được vẽ hay được chụp ảnh, trí thông minh của nữ nhân lập tức về số 0, không có tí sức miễn dịch nào. Hai nghề này cũng là nghề dễ dụ dỗ lừa gạt nữ nhân nhất, bảo nữ nhân cởi sạch cũng chắc ăn luôn, sao có ai oán hận nửa lời. Thao túng được hoa huyễn lệ, nghiêu hữu đạo mới vẽ vẽ chia tỷ lệ trên giấy, sau đó mới vẽ mẫu, thủ pháp gọn gàng nhanh chóng. Giờ rốt cuộc khắc mẫu đơn ở bên cạnh giúp đỡ đã nhìn được cả quá trình vẽ tranh. Những hạ nhân kia không dám tới gần quấy rối, dồn dập ngóng trông. Hướng Minh cũng tò mò không biết kỹ thuật vẽ thế nào, đương nhiên có tới gần xem. Lão chỉ thấy từng nét chỉ phát thảo thành ra biến hóa, cũng khá kinh ngạc. Lão chưa từng nghe thấy thủ pháp này, cũng chưa từng nhìn thấy, thi thoảng lại chăm chú nhìn như hữu đạo. Toa huyến lệ hơi liếc sang bên này, Ngưu Hữu Đạo lập tức ngăn lại, không được lộn xộn. Toa Huyễn Lệ lập tức ngoan ngoãn không dám làm bừa nữa. Chương 192, xài tiền như nước một. Bức tranh rất lớn, vẽ mất gần một canh giờ. Toa Huyễn Lệ cứ đàng hoàng đứng dưới ánh mặt trời như vậy, không dám nhúc nhích. Không ít hạ nhân bên cạnh âm thầm lau mồ hôi lạnh, chỉ lo Toa Huyễn Lệ ăn không tiêu. Bên ngoài nhiều người không biết, nhưng họ thì rõ ràng Toa Huyễn Lệ không thích hợp tu luyện, không phải tu sĩ. Chờ Ngưu Hữu Đạo vẽ xong, Toa huyễn lệ vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào lan can mới đứng lại, vừa động một tí đã đau đớn nhăn nhó, phát hiện ra toàn thân mình cứng cỏng rồi. Ngay lập tức có người vào tới đỡ lấy nàng, vừa vào trong lầu các, có người cấp tốc thi pháp lưu thông máu cho nàng, rất nhanh, nàng đã khôi phục lại. Thấy tình hình này, nhiều hữu đạo sửng sốt một chút, nhìn hắc mẫu đơn. Nàng cũng vừa nhìn mới biết toa huyễn lệ không phải tu sĩ. Hướng minh hỏi toa huyễn lệ mấy câu, toa huyễn lệ lắc đầu, quay khuôn mặt bị mặt trời sấy tới đỏ ửng sang, không chờ được nữa muốn xem bức họa. Nghiêu hiểu đạo vội chắp tay bồi tội, không biết thành chủ không phải tu sĩ, sớm biết đã chuyển cái ghế sang cho thành chủ ngồi xuống. Không sao cả, toa huyến lệ rất thoải mái, chịu khổ cũng chịu xong rồi, nào có quan tâm nữa. Hiện giờ điều nàng quan tâm nhất chính là bức tranh vẽ mình có đẹp không? Nàng nhìn sang, đi vòng qua nghiêu hiểu đạo đi tới trước bàn vẽ, nhìn bức tranh, hai mắt sáng bừng lên kinh hỉ. Nữ tử trong tranh, quần dài mềm nhẹ, dung nhan thanh xuân đoan trang, Quay trách trách, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Sau lưng, trời đất rất gần, nữ tử cô độc đứng giữa đất trời, cổ thành sau lưng tan thương rách nát, cửa hàng phòng ốc trong thành thấp dần đi xuống tận dưới chân nàng. Nàng vừa nhìn bức họa này lập tức nhận ra đó là tòa thành của mình, nhưng với nàng mà nói, điều này không quan trọng, quan trọng là ý cảnh tả thực trong bức họa, tựa hồ như nhìn thấy sự cô độc của mình trong đó. Phong cảnh sau lưng khiến cho nàng nổi bật lên một phong tình khác. Toa huyến lệ không thể ngờ được mình trong bức họa lại đẹp đến thế. Đừng nói là nàng, thực ra người bên cạnh cũng cảm thấy thành chủ trong bức họa có vẻ xinh đẹp hơn, không biết nghiêu hữu đạo khéo léo đã động chút tay chân. Xem tình cảnh trong bức họa, lại nhìn cây cỏ trong đó, toa huyến lệ rất vui, lắc đầu thán phục, quả nhiên hiên viên tiên sinh là đại tài. Nghiêu hữu đạo cười nói, thành chủ thích là tốt rồi. Toa huyến lệ không nói lời nào, đứng trước bức họa, cẩn thận ngắm nhìn một hồi lâu, giật mình quay lại nhìn đám hầu gái, chỉ vào người xinh đẹp nhất hỏi nghiêu hữu đạo tiên sinh có thể vẽ một tấm cho nàng không thị nữ kia nghe vậy mừng rỡ không thôi mong đợi vô cùng nhưng ngoài miệng vẫn khách khí nói nô tỳ không dám nàng nghĩ hơi nhiều rồi thực ra toa huyễn lệ chỉ muốn tận mắt xem nghiêu hữu đạo vẽ thế nào nàng muốn bắt trước nghiêu hữu đạo cao mày nói đã nói là chỉ vẽ một bức thôi toa huyễn lệ cười nói ta đứng một chút cũng thấy mệt rồi tiên sinh vật vả như vậy hẳn phải tiêu hao rất nhiều tâm lực nếu mệt rồi hôm nào vẽ cũng được. Ai ngờ Nghiêu Hữu Đạo quay sang hỏi trưởng quỹ đang chắp tay đứng bên cạnh, hỏi trưởng quỹ, người cũng thấy bức tranh ta vẽ cho hắc mẫu đơn. Một tấm này có thể bằng mấy tấm kia đấy, ban đầu ta nói giá 10 vạn kim tệ là bằng cỡ bức vẽ hắc mẫu đơn thôi, ta thấy là vì vẽ tranh của thành chủ nên mới tăng kích thước miễn phí. Thành chủ lại nói vẽ thêm bức nữa, nếu thành chủ đã nói, ta cũng không tiện nói gì, có điều, giá tiền tính thế nào. Xác nhận là vẽ tranh cho toa huyễn lệ, biết là vẽ cho người có tiền rồi, hắn không ngại kiếm thêm khoản tiền lớn. Hướng Minh nghe vậy hơi rũ mí mắt, trường quý toát mồ hôi lạnh, chỉ hận không thể xông lên bịt miệng như hữu đạo lại. Lúc trước ông ta báo cho Tổng quản không nên để cho thành chủ biết chuyện 10 vạn kim tệ, kẻ này tự nhiên lại nhắc tới chuyện này làm gì. Ông ta không biết trả lời thế nào, bức họa này giá 10 vạn kim tê, toa huyến lệ cũng lấy làm kinh hãi, nhưng nàng biết, dù là họa sĩ nổi tiếng nhất, một bức cũng chỉ đến ngàn vàng là cùng. Thị nữ đang tràn đầy mong chờ kia cũng sợ hết hồn, 10 vạn kim tệ để vẽ một bức tranh cho mình, thực sự nàng không chịu nổi. như Hữu Đạo kinh ngạc, vẫy vẫy tay với trưởng quý, có vẻ như đang hỏi ý gì đây? Chẳng lẽ muốn quyệt nợ à? Ở trước mặt toa huyến lệ, trưởng quầy không biết nên đáp lại thế nào. Ánh mắt hướng Minh vừa nhấc, từ từ đi tới cạnh như Hữu Đạo, đưa tay đập vào vai Nhiêu Hữu Đạo, pháp lực tuôn ra từ lòng bàn tay, tụ tập lại trên vai Nhiêu Hữu Đạo. như Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, liếc nhau một cái với hướng minh, cảm nhận được ý cảnh cáo trong mặt hướng minh. Hướng minh cười nói với tòa huyễn lệ, tiểu thư hiểu lầm, chỉ một bức vẽ sao có thể mất 10 vạn kim tệ, hiên viên tiên sinh đến thành trích tinh để buôn bán, đã giao dịch thành công một vụ làm ăn trị giá 10 vạn kim tệ với chúng tôi bên này, vẽ tranh cho tiểu thư là một trong số đó. Có điều trước đó đúng là đã thỏa thuận xong rồi, dựa theo bảng giá giao dịch, chỉ vẽ một bức thôi. Quay đầu lại nói với nhiều hữu đạo, hôm nay tiên sinh đã mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến vẽ, giá vẽ bước tiếp theo có thể từ từ thương lượng. Chuẩn bị sau đó lại thương lượng với nghiêu hữu đạo lý do thoái thác. Toa huyến lệ đâu phải người ngu, từ phản ứng của trưởng quầy là có thể nhìn ra manh mối, bỏ tay ngươi ra. Hướng minh bỏ bàn tay đặt trên vai nghiêu hữu đạo ra. Toa huyến lệ nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo, hiên viên tiên sinh, xin hãy nói thật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người yên tâm, nếu có ai dám uy hiếp người, ta sẽ làm chủ cho người. Hướng minh rũ mắt xuống, Gương mặt bình thản tỏ vẻ ngoan ngoãn phục tùng. Nghiêu Hữu đạo đáp, "Thành chủ suy nghĩ nhiều rồi, như lời hướng tổng quản đã nói, vẽ tranh chỉ là bổ sung, đã bàn trước chỉ vẽ một bức, bức vẽ tiếp theo đương nhiên phải tính giá khác." Từ sau khi biết tòa huyến lệ không phải tu sĩ, hắn bèn hiểu ra, tòa huyến lệ không khống chế được thành Trích Tinh nơi tu sĩ tụ tập này, thực tế thành chủ nắm trong tay quyền điều khiển thành Trích Tinh hẳn là vị tổng quản này, cho nên hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng về phía hướng Minh đỡ lời thay gã ta trừ phi hắn không muốn sống mà rời khỏi thành trích tinh này nữa. Hướng minh bình tĩnh không dao động, nhìn chằm chằm quan sát hai người một lúc, tòa huyến lệ nói, quản gia, ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ, thế gian còn có rất nhiều người chưa ăn no bụng. Có thể nói ra lời này, hiển nhiên là nàng vẫn còn nghi ngờ. Hướng minh thấy hơi bất đắc dĩ, thầm nghĩ, bình thường cô ăn dùng có cái nào không phải thứ tốt nhất thế gian, chỉ là bản thân cô không biết đấy thôi, 10 vạn kim tệ đối với cô mà nói tính là gì. Chẳng qua ngoài mặt vẫn cung kính không người nói, tiểu thư yên tâm, hàng năm chúng tôi bên này đều sẽ trích ra một khoản tiền để cứu tế dân nghèo, làm vài chuyện nằm trong khả năng của chúng tôi. Hắc mẫu đơn đưa mắt liếc trái liếc phải, toa huyến lệ chỉ vào bức vẽ kia, hiền viên tiên sinh, người thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc bức tranh này của người mất bao nhiêu tiền, không cho phép lừa gạt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghiêu hiểu đạo thấy chán ngấy, sao lại đụng phải hai nữ nhân như này, quả thực làm hắn rơi vào tình thế khó xử, thật sự là có đủ bất ngờ, có đủ ngoài ý muốn. Đã bàn trước là mua bán kèm theo, đây thật sự là không có cách nào đưa ra đánh giá giá trị cụ thể. Nhiều hữu đạo cười khổ, toa huyến lệ, vậy bây giờ ta kêu người vẽ cho ta thêm một bức, người định lấy bao nhiêu tiền. Nhiều hữu đạo, thành chủ, ta không phải họa sĩ, không bán nghệ, bình thường không vẽ tranh cho người ta, nếu là dựa theo tranh vẽ bình thường mà nói, ít nhất cũng phải một nghìn kim tệ. Hướng Minh chợt nghiêng đầu nói, một nghìn thì mắc quá, Tài nguyên hao tổn đều là bọn ta bên này cung cấp, đâu tốn của ngươi bao nhiêu thời gian. Ngưu hữu đạo, vậy ngươi nói bao nhiêu? Hướng minh vươn một ngón tay ra, ta cho ngươi tối đa là một trăm. 193, xài tiền như nước hai. Ngưu hữu đạo lắc đầu, không được không được, thấp quá. Hai người tự nhiên mà phối hợp với nhau như vậy, đứng ở đó một sướng một hỏa cò kè mặc cả, thật giống như buôn bán, quả thật là chuyện rất lạ. Toa huyến lệ nhìn bên này một cái, rồi lại nhìn bên kia một cái thấy hướng minh không chịu nhả ra, nhiều hiếu đạo chợt chắp tay nói với tòa huyễn lệ, thành chủ, cô đến phân xử thử xem, có nhiều thứ có thể lấy tốn kém tiền bạc và thời gian ra để suy xét ư. Hắn chỉ vào bức tranh trên giá vẽ kia, thành chủ, chẳng lẽ cô cũng cảm thấy bức vẽ này của ta chỉ trị giá 100 kim tệ. Tòa huyễn lệ nhìn bức tranh kia một cái, trong lòng yêu thích, 100 kim tệ mà nói, hình như thực sự là hơi thấp, có điều quay đầu lại trả lời, một nghìn đúng là hơi đắt, như vậy đi, người vẽ thêm bức nữa, ta cho người 500 kim tệ, được không? Cái này, như hữu đạo hơi bị làm khó. Hướng Minh Trầm giọng nói, thành chủ đã đích thân mở miệng, chẳng lẽ mặt mũi của thành chủ còn không đáng 500 kim tệ? Toa huyến lệ đưa tay ra cản gã lại, ra hiệu cho gã đừng đe dọa nữa, có chuyện gì từ từ mà nói. Hai, như hữu đạo thở dài, nếu nói như hướng tổng quản vậy, được rồi, 500 thì 500. Toa huyến lệ lập tức lộ ra vẻ mặt hài lòng thỏa mãn, hình như vui vẻ bởi vì tiết kiệm được 500 kim tệ, lập tức để cho người ta cẩn thận gỡ xuống bức tranh trên giá vẽ, để Nhiêu Hữu Đạo có không gian vẽ bước tiếp theo. Nhiêu Hữu Đạo sai người ta rời ghế dựa, để thị nữ kia đoan đoan chính chính ngồi xuống, cũng không bày ra động tác dư thừa gì, cầm lấy bút than vèo vèo vẽ lên. Vẻ mặt toa huyến lệ rất tinh thần, ở bên cạnh nhìn Nhiêu Hữu Đạo vẽ tranh ra sao. Từ hình dáng nhân vật dần dần xuất hiện, toa huyến lệ chật chật lấy làm kỳ lạ, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi thăm, lĩnh giáo kỹ xảo trong đó, nhiều hữu đạo khẽ đưa ra lời giải thích. Thấy toa huyến lệ chơi vui vẻ, hướng minh đứng đằng sau khẽ mỉm cười, vẻ mặt vui mừng. Đợi đến khi vẽ xong, nhiều hữu đạo đặt bút than xuống, xong rồi. Toa huyến lệ ngạc nhiên, trên giấy vẽ chỉ có dáng vẻ ngồi đoan trang của thị nữ, ngoại trừ cái ghế được ngồi lên kia, xung quanh trống trơn, không có cảnh trí gì, mà tranh vẽ này cũng nhỏ hơn rất nhiều, so với bức tranh trước đó của nàng. Hình ảnh to lớn phức tạp, thì bức này khéo léo đơn giản hơn. Nàng nhịn không được hỏi, vì sao tiên sinh không vẽ cảnh trí xung quanh. Nghiêu hiếu đạo tỏ vẻ tính toán chi ly, thật ra vẽ cái này rất hao tổn tinh lực, với 500 kim tệ ta cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần vẽ tranh thế này thôi. Hướng minh đi lên phía trước nhìn một cái, khóe miệng hơi giật giật, chẳng qua không nói gì. May mà toa huyến lệ rất dễ nói chuyện, thật sự cũng không tính toán cái gì. Mà toa huyến lệ sau khi quan sát xong rõ ràng kích động, gọi thị nữ ngồi vào đối diện, bản thân thì cầm bút than lên bắt đầu nếm thử lúc hướng Minh xoay người rời đi, nghiêng đầu ra hiệu với trưởng quầy một cái, trưởng quầy vươn tay mời Nhiêu Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn cùng rời đi. Đến phía dưới vườn hoa, trưởng quầy lại mời hai người chờ đợi một lát, hắn ta bỏ đi một lúc, khi quay trở lại, từ trong tay áo lấy ra một sấp kim phiếu, đưa cho Nhiêu Hữu Đạo tiên sinh đếm xem. Hắc Mẫu Đơn liếc mắt, hơi nóng mắt, nhìn thấy giá trị của tờ kim phiếu đầu tiên, một tấm 10,000 kim tệ, cũng là con số lớn nhất trong đống kim phiếu này. Nhiêu Hữu Đạo đếm, cả thầy 20 tấm, cũng chính là 20 vạn kim tệ, không khỏi cong khóe miệng, phát hiện vị hướng tổng quản này đúng là rất giữ chữ tín, một bức vẽ 10 vạn, hai bức là 20 vạn, không thiếu hắn một xu, trước đó có kẻ mặc cả ở trước mặt toa huyễn lệ đều là đánh giám. Trường quầy thấy hơi hâm mộ, cười căn dặn một tiếng, tổng quản muốn dặn dò hiên viên tiên sinh một tiếng, không nên nói thì đừng nói lung tung, nếu không sẽ tự gây rắc rối cho mình. Hiểu rồi, như hiểu đạo khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắc mẫu đơn đi trước một bước. Đợi sau khi hắc mẫu đơn đi rồi, như hữu đạo nhìn xung quanh, nhanh chóng rút ra 10 tấm kim phiếu trên tay, trực tiếp lấy ra một nửa, nhét vào tay trưởng quầy, trưởng quầy vất vả, đây là chút lòng thành. Trưởng quầy hơi sừng sốt, từng được khách nhân ở quán trọ cho tiền thưởng, nhưng chưa từng thấy ai một lần cho 10 vạn kim tệ, làm hắn ta hơi bị dọa sợ, cuốn quyết chối từ. Nhiều hữu đạo lại đẩy trở về, trưởng quầy yên tâm, việc này trời biết đất biết, người biết ta biết, ta cũng không dám nói hưu nói vượn tự gây rắc rối cho mình. Lời này nói chúng tim đen của trưởng quầy, quán trọ phục vụ chu đáo, khách nhân khen thưởng là chuyện bình thường, chẳng qua đối phương hào phóng đến dọa người, hắn ta không dám nhận số tiền thưởng này, lại đẩy ngược lại. Nhân vô tín bất lập một đã nói trước là 10 vạn kim tệ, nhiều hơn ta không lấy một xu, phần dư ra này xin trưởng quầy tìm cơ hội thích hợp hỏi hướng tổng quản xem phải xử lý thế nào. Nghe hắn nói thế, trưởng quỹ cầm kim phiếu, tay áo thuận thế rũ xuống, che lại, vô thức nhìn xung quanh thật ra trong lòng hắn ta hiểu rõ, số tiền 10 vạn kim tệ này là đưa cho hắn ta. Ngựa lại hắn ta muốn xem xem Nghiêu Hữu Đạo muốn làm gì, nếu để hắn ta phát hiện Nghiêu Hữu Đạo làm ra chuyện gì bất lợi với bên này, hắn ta sẽ lập tức nộp số tiền này lên cho hướng minh. Sau đó hai người ngầm hiểu lẫn nhau cùng nhau rời đi. Xuống bậc thang, ra cổng vòm, nhìn thấy viên phương và hắc mẫu đơn đang chờ. Bên này sau khi cáo từ trưởng quầy mỗi người đi một hướng, trên đường, viên phương nhịn không được thấp giọng hỏi, đưa tiền rồi. Nghiêu hữu đạo liếc y một cái, dặn dò hai người, chuyện hôm nay, không cho phép tiết lộ với bất kỳ ai. Dạ, hai người đồng thanh cất tiếng, trở lại phòng ở quán trọ, Nghiêu hữu đạo lại lấy 10 vạn kim phiếu ra, mỗi người 50,000, chia cho viên phương và hắc mẫu đơn, để hai người giữ trên người phòng thân, còn mình thì một xu cũng không giữ lại. Đương nhiên, theo hắc mẫu đơn thấy, bản thân Nghiêu hữu đạo đã giữ lại 10 vạn. Vừa mới nhận của người ta nhiều tiền như vậy, hắc mẫu đơn thấy ngượng ngùng, chối từ đưa cho ngươi thì ngươi cứ lấy đi đừng nói nhảm nhiều như vậy Như hữu đạo nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói mang theo chân thật đáng tin có một số việc trong lòng ngươi nắm chắc là được tạm thời đừng khai báo quá nhiều với đám huynh đệ kia của ngươi biết quá nhiều thì dễ suy nghĩ nhiều đối với bọn họ chưa chắc là chuyện tốt hiểu ý của ta không dạ hắc mẫu đơn đành phải nhận lấy cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn cũng giống như chuyện lúc trước nàng gấp gáp dựa hơi phủ thành chủ lúc ra khỏi phòng trở lại phòng của mình trong lòng còn đang xúc động nghĩ mình nhiều năm qua khó khăn biết bao mới tích cóp được ít tiền như vậy, nhìn người ta xem, tiện tay kiếm được, tiện tay giải ra, căn bản không xem là gì, lòng giả và khí phách ấy thật làm người ta hổ thẹn. Trở lại phòng, nàng treo bức tranh kia lên thưởng thức, nghĩ bức tranh này thế mà lại trị giá đến 10 vạn kim tệ, đột nhiên sững sờ, lấy kim phiếu 50,000 kia, trước mắt đầu là ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng nhớ lại trước đó sau khi Nghiêu hữu đạo vẽ bức tranh này cho nàng đã từng hỏi, nếu tranh này lấy giá 10 vạn kim tệ bán cho ngươi, ngươi có mua hay không? Giờ nhớ lại mới sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ vị đạo gia kia đã có ý định làm như vậy, đã sớm biết có người muốn bỏ ra 10 vạn kim tệ mua bức tranh này của ngài ấy. Một câu nói của khổng tử, có nghĩa là không có chữ tín thì không đứng được ở đời. chương 194, cấu kết làm bậy, nàng không khỏi cẩn thận sắp xếp lại tiền căn hậu quả, nhớ lại nghiêu hiểu đạo từng nghe ngóng về toa huyễn lệ từ chỗ nàng, nhớ lại lúc vẽ tranh cố ý để viên phương kêu tiểu nhị đến đưa rượu lại để cho tiểu nhị cầm bức tranh ấy đi lồng khung nghĩ kỹ lại đều có đường lối rõ ràng không khỏi càng nghĩ càng thấy kinh hãi đây rõ ràng là cố ý tiếp cận toa viễn lệ có thể tiếp cận nhưng lại giữ một khoảng cách với toa viễn lệ chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt trong phòng viên phương vẫn còn ôm năm mươi kim phiếu kia lật tới lật lui nhìn xem trên mặt trong bụng nở hoa thỉnh thoảng lại lầm bầm lầu bầu oán trách mấy câu đạo ra mới quen biết nàng ta bao lâu ngay cả nàng ta là hạng người gì cũng không biết, sao có thể cho nàng ta một lần nhiều tiền như vậy. Lời này có hơi tùy tiện, nhưng y cũng không nghĩ lại xem y đi theo nghiêu hữu đạo được bao lâu, nhanh như vậy đã khăng khăng một mực cho là mình và nghiêu hữu đạo mới là cùng một bọn. Nghiêu hữu đạo không muốn rồng dài với y, chỉ chỉ kim phiếu trên tay y, người vào thành dạo chơi đi, tới cửa hàng khí vân tông đổi lại giới đao mà người đã thế chấp, tiện thể mua một số linh nguyên đan mà người cần dùng để tu luyện nữa. Viên phương cười ha ha, không vội không vội ta tích cóp hết cho đạo gia ngài trước đã. Tích cóp hết cho ta, Nghiêu Hữu đạo im lặng, biết suy nghĩ của lão lừa chọc này, lại muốn tích cóp để xây chùa miếu gì đó đây mà, cười lạnh một tiếng, bây giờ ngươi không tranh thủ nâng cao thực lực của mình, dựng lên chùa miếu, đụng phải quấy rối, ngươi có thể giữ được không? Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh, một ngươi quên hầu tử rồi à? Viên phương hơi sừng sốt, ôm kim phiếu đứng lên, không nói hai lời, đi ra ngoài. Trường quầy về tới quầy thu tiền, ngồi ở phía sau quầy, nghĩ đến 10 vạn kim tệ trong ngực, suy nghĩ hơi nhộn nhạo. Xua tan suy nghĩ lung tung trong đầu, hỏi tiểu nhị giúp mình trông chừng quán trọ, không có việc gì chứ. Tiểu nhị trả lời, không có việc gì, đúng rồi, vừa nãy lão cầu chạy tới, hình như tìm ngài có chuyện gì đấy ạ. À? Trường quầy nhăn lông mày, trước đó người lưu tiên tông đột nhiên chạy tới ở trọ, hơi không bình thường, hắn ta âm thầm dặn dò lão cầu nhìn chằm chằm, tránh xảy ra chuyện ầm ĩ trong quán trọ chẳng lẽ thật sự có việc xua xua tay nói kêu y tới đây dạ tiểu nhị nhanh chóng rời đi chỉ chốc lát sau tiểu nhị tên lão cầu chạy vào chen vào trong quầy trưởng quỹ nghiêng đầu hỏi có việc gì lão cầu kề sát vào lỗ tai hắn ta thấp giọng nói hai vị lưu tiên tông kia thực sự là hơi không bình thường lén lén lút lút lấm la lấm lét trước đó vẫn luôn tản bộ trong lâm viên vừa rồi lúc trưởng quầy không có ở đây hai người họ âm thầm chạy vào trong phòng hắc mẫu đơn và bọn lôi tông khang, cũng không biết làm những gì. Sau khi hai người họ ra ngoài, Hoàng Ân Bình đi mất, Thôi Viễn thì vẫn còn ở đó. Lôi tông khang, trường quầy lập tức liên tưởng đến Nghiêu Hữu Đạo, vuốt vuốt tròm dâu thầm nói, những người này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn quấy rối tại quán trọ này?